hắn dừng lại, giống như không dám nói ra cái tên kia. Không phải hình như, rõ ràng là đúng rồi, Ngọc Thương từng nhìn thấy người áo đen ở yêu ma lĩnh, hắn chính là trưởng lão hắc thạch của thiên ma thánh địa. Chỉ cần người hơi biết tin tức đều biết, hắc thạch chính là thuộc hạ tâm phúc của chủ nhân thiên ma thánh địa, người có thể làm cho hắc thạch cung kính như vậy có thể là ai. Dùng pháp nhãn nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương, khí độ rũ mắt nhìn người bên dưới như nhìn những con kiến hôi, Ngọc Thương âm thầm kinh hãi, không có nói tiếp lời của trưởng lão đúng hơn là sợ hãi đến mức không dám nói nhiều viên cương cũng đứng trên thân hình to lớn của sa hạt ngẩng đầu nhìn trời hắn không ngốc chỉ là có nhiều suy nghĩ khác với người thường hắn nghe hiểu nội dung nói chuyện của hai người bên cạnh trưởng lão thiên ma thánh địa còn phải hỏi gì thân phận nữa sao bởi vì nghĩ đến cái gì hắn hỏi một câu người tóc tai bù xù để trần kia là ô thường sao trực tiếp nói thẳng tên người ta ngọc thương và các trưởng lão hiểu nguyệt các sợ hết hồn hận không thể bắt hắn đừng nói lung tung nữa ngọc thương cảm thấy ngoài ý muốn cũng thay đổi chủ đề hỏi viên cương khoảng cách xa như vậy mà ngươi cũng thấy rõ sao từ dưới đất đến trên tòa kỳ phi cầm hơi xa theo lý thuyết thì dùng pháp nhãn bình thường chỉ có thể thấy được hai bóng người mà thôi không thấy rõ mặt viên cương gật đầu tỏ vẻ hắn có thể thấy rõ sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm không trung người kia là một trong những cửu thánh làm cho thiên hạ không ngừng xảy ra chiến loạn sao ngọc thương và hai vị trưởng lão bên cạnh liếc nhìn nhau thật sự nghi ngờ vị này không phải là tu sĩ nhiều chuyện đều khác với người bình thường hai người cũng không trả lời đó có phải là ô thường hay không chưa thấy được cũng không dám nói lung tung chỉ là trên đường đi xuất hiện nhiều người kỳ lạ ở trên không cưỡi phi cầm bay qua trên trời làm cho người bên dưới không nhìn rõ mặt nhưng rõ ràng là đang nhìn xuống phía dưới sau khi xem xong thì biến mất cuối chân trời như sao trổi chứng minh rằng tu vi của những người này siêu việt hơn những tu sĩ mà bọn họ có thể tiếp xúc đến trước đó bọn họ còn nghi ngờ có phải là cửu thánh xuất hiện mà vị trước mặt này trắng trợn xuất hiện cũng là người xuất hiện cách bọn họ gần nhất ngọc thương gần như cảm giác được lần hành động vượt qua sa mạc vô biên này thuộc về hành vi xưa nay chưa từng có hành động quá mắt mắt cũng có thể được xem là từ trước đến nay chưa có ai làm qua có thể vì đó nên đã làm cho cửu thánh phải tự mình đến xem bọn họ đoán không sai người đến đây là chủ nhân thiên ma thánh địa mà giáo hữu sứ ô thường một trong chín vị thánh tôn ô thường nhìn chằm chằm phía dưới một lúc sau đó lên tiếng hắn ở đâu hắc thạch chỉ ra một người chính là người đứng trên sa hạt kia có bốn người hắn chính là hán tử đeo trên người một thanh đao lớn màu đỏ thẫm nghe những người phía dưới báo viên cương chính là người vác thanh đao kia ánh mắt của ô thường lập tức khóa chặt viên cương nhìn một lúc sau đó hỏi có thể dùng một đao chém giết tu sĩ kim đan đỉnh phong, người chắc chắn rằng hắn không phải là tu sĩ sao. Hắc Thạch nói, không sai đâu, thám tử bên Mao Lư Sơn Trang có thể chứng minh, người này khổ luyện một thời gian dài, nên sức lực cực lớn. Ô Thường nói, chỉ khổ luyện thôi cũng có thể dùng một đao lấy mạng tu sĩ kim đan đỉnh phong, hình như đã vượt quá phạm trù khổ luyện này rồi. Hắc Thạch nói, chương 1881, đêm sa mạc 2. Nếu so sánh với sức lực của người thường, đúng là mạnh hơi quá, nhưng nói là đạt đến huyết nhục chi khu đỉnh phong thì không đủ ô thường nói ta không thấy nhiều tình huống thế này hắc thạch nói trong báo cáo của thám tử có viết tính cách của người này cổ quái không thích giao tiếp với người khác ngay cả nghiêu hữu đạo cũng chỉ nói vài câu hắn có tính cảnh giác rất cao năng lực linh mẫn như dã thú người này khó tiếp xúc nên cũng khó tìm hiểu điều gì ô thường nói vì sao hắn có thể khống chế sa hạt hắc thạch nói bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm ô thường nói căn cứ tình hình được cung cấp, ta có thể nói như thế này, trước lúc chết thì đông quách hạo nhiên có hiện thân ở sơn thôn nhỏ kia, trong đám nhóc con vô tri của sơn thông bỗng nhiên xuất hiện hai người không bình thường, một là nghiêu hữu đạo, hai chính là hắn. Hắc thạch nói, có thể cho là vậy, ô thường nói, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Hắc thạch nói, ý của thánh tôn là, ô thường nói, quan hệ giữa đông quách hạo nhiên và triệu hùng ca, nghiêu hữu đạo và đông quách hạo nhiên, triệu hùng ca. Quan hệ giữa viên cương này và nghiêu hữu đạo, giữa những mối quan hệ đó không có gì khác thường sao hắn tự mình khổ tu không giống người thường còn có năng lực khống chế xa hạt chẳng lẽ đó là trời sinh thật sao có lẽ nào có quan hệ với triệu hùng ca không hắc thạch cũng kinh ngạc thánh tôn nghi ngờ kỳ môn dị thuật của viên cương là đến từ ma điển ô thường nói nếu không thì giải thích việc này thế nào hắc thạch trầm mặc nhìn chằm chằm viên cương phía dưới ánh mắt lóe lên không ngừng hoàn toàn có khả năng này ô thường nói ta muốn người này đưa hắn về thánh địa đi cái này hắc thạch không còn gì để nói cuối cùng không thể không nhắc nhở thánh tôn ngài xem trước mắt đại quân tần quốc muốn vận chuyển thì chỉ dựa vào một mình hắn nếu đưa hắn đi thì chẳng khác nào tự tiện quấy nhiễu chiến sự giữa các quốc gia thánh tôn cửu thánh có ước định với các thế lực rồi ô thường nói vậy thì đợi đến lúc hắn vận chuyển nhân mã xong thì dẫn đi hắc thạch vẫn cảm thấy khó khăn thánh tôn mấy vị khác cũng chú ý đến người này rồi nếu ngài dẫn hắn đi bọn họ sẽ muốn biết vì cái gì, nếu như đi vào thánh địa, ngài có để cho bọn họ gặp hắn không? Nếu như không cho gặp, bọn họ sẽ cho rằng bên trong có quỷ, sẽ không gặp không được. Nhưng nếu gặp mặt, những lời ngài hỏi viên cương sẽ lộ ra, chuyện ma điển cũng bại lộ, chúng ta không xử lý ổn thỏa được chuyện này đâu. Ô thường nói, ta không muốn nghe vấn đề, ta chỉ muốn nghe cách giải quyết. Hắc thạch vội vàng nói, thuộc hạ có ý này, chắc chắn mấy vị khác cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, ngài đi thuyết phục bọn họ một chút, sau đó cho phiêu miểu các ra mặt đưa người đi, cuối cùng ngài lại lấy người từ bên phiêu miểu các, cũng thuận theo tự nhiên. Ô thường nói, cứ làm như vậy đi, một đám bò sát không có gì đẹp, đi thôi. Vâng, Hắc Thạch đồng ý, cứ như vậy khống chế phi cầm tọa kỷ rời đi. Đám người ngọc thương phía dưới nhìn hai vị trên không trung rời đi, đều nhẹ nhàng thở ra, hai người kia bỗng nhiên chạy đến, lại ở gần như vậy, bọn họ đều lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, bây giờ đi là tốt rồi, không có việc gì là được. Viên cương đưa mắt nhìn phi cầm bay xa, hắn thấy được ánh mắt của ô thường nhìn chằm chằm hắn rất lâu, có thể nói rằng hai bọn họ đã chạm mắt nhau. Hành quân mấy ngày liên tục, cho dù không cần đi bộ, các tướng sĩ cũng đã mệt mỏi, xa hạt chở nhiều người như vậy cũng mệt mỏi, cần thay đổi. Lúc màn đêm buông xuống, đại quân nhảy xuống khỏi sa hạt, dỡ hết vật tư xuống, viên cương giống lên một tiếng, đám xa hạt lập tức chạy đi. Nửa đêm, ánh trăng chiếu sáng toàn bộ sa mạc, trong một góc của đại quân, sau khi dặn dò một lượt, có một tiểu giáo đến tiếp ban trực tiếp được luân phiên canh gác quân khu sau khi kiểm tra một lượt bên trên trạm canh gác tiểu giáo đi ra khỏi chỗ đại quân đóng đứng trên cồn cát giống như đang nhìn tình hình bên ngoài trên tay hắn còn cầm một cây châm lửa hắn cẩn thận thổi sáng nó giơ tay che gió cho ngọn lửa nhưng tay hắn không để yên một chỗ mà lặp đi lặp lại động tác che lửa xong việc hắn đóng lại nắp cây châm lửa quay về vui cười hớn hở với quân sĩ canh gác chung ta muốn đi tiểu tiện một chút có người cười hỏi, lớn hay là nhỏ, lớn, nơi này ngược gió, đi xa một chút, làm xong nhớ chôn kỹ, đừng để người khác nghe mùi. Tiểu giáo làm ra một thủ thế thô tục, lại đi ra khỏi khu đóng quân, bò lên một cồn cát cao rồi tuột xuống. Hắn chui vào giữa cồn cát lõm nhìn xung quanh một vòng, đánh ra một thủ thế dưới ánh trăng. Lập tức có tiếng soàn soạt nhỏ vang lên, trên cát có người nổi lên nửa người, người đến đánh ra một thủ thế đáp lạ. Tiểu giáo nhìn thủ thế, xác nhận là tín hiệu của bên mình, hắn nhìn quanh một chút, sau đó đi đến bên cạnh người xuống cởi quần ra. Người nhô ra nửa người khỏi đất cắt ngạc nhiên nói, ngươi làm gì, tiểu giáo đã cởi quần ra ngồi xổm bên cạnh, lỡ may có người đến, ta có thể giải thích mình đang làm gì, hơn nữa trên không còn có tu sĩ đang tuần tra. Người đến tỏ vẻ có thể hiểu, nhưng trên mặt vẫn khó chịu, nhịn xuống vì đại cục, nói. Điều tra giúp ta một người, tiểu giáo hỏi, người nào, người đến nói, viên cương, người này có thể khống chế xa hạt, tìm vị trí của hắn trong đại quân đi. Tiểu giáo nói, ta không biết người kia gọi là gì, phía trên cố ý giữ bí mật. Hắn vươn tay vẽ một vòng tròn trên mặt đất, chỉ ra đông nam tây bắc, sau đó chỉ tay vào một vị trí. Đại khái là chỗ này, có mấy chục lều vải dựa vào nhau, nhưng người mặt đỏ kia không ở chỗ này, nên không cần đi vào, hắn ở phía tây, cách nơi đó khoảng 30 trượng, ở một mình trong lều vải, mục tiêu ở chỗ đó. Người đến hỏi, người chắc chắn không, tiểu giáo nói, Hôm nay, lúc đi trên đường thì có tín hiệu hẹn ra gặp mặt, ta lập tức đoán ra các người đến vì việc này, bây giờ lại vội vàng liên hệ với ta, mà ta lại rảnh rỗi cả ngày, nên đã có chuẩn bị từ trước, tìm cơ hội chạy chân cho thượng quan, đã chú ý từ trước nên có thể chắc chắn, không sai đâu. Người đến nói, được, nếu không sai thì ngươi đã lập công lớn rồi. Tiểu giáo nói, có công hay không thì nói sau, ta hỏi này, phía trên muốn ám sát ai vậy và di ti. Người đến nói, đây không phải là việc mà ngươi nên hỏi. Tiểu giáo nói, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, việc này không thực tế, mục tiêu ở trong phạm vi lớn như vậy, khắp nơi được canh phòng cẩn mật, trên không trung còn có tu sĩ tuần tra, cho dù tu sĩ có pháp lực cao thâm đi nữa, cũng không thể đến gần mục tiêu mà không bị phát hiện được. Ngươi đến nói, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiểu giáo nói, ngươi gấp cái gì, lúc đến thì có thể dẫn theo ta, ta có thể đưa các ngươi đi thẳng đến mục tiêu, nhưng làm như vậy thì trong quân sẽ có người mật báo, ta giúp các ngươi nên không thể thoát khỏi nghi ngờ, ở lại sẽ chết, nên các ngươi phải dẫn ta đi theo, ta có cách giúp các ngươi làm xong việc." Người đến vui mừng nói: "Được, chỉ cần cách của ngươi có hiệu quả, chúng ta không chỉ dẫn ngươi đi theo, còn ban thưởng theo công lao của ngươi nữa." Tiêu giáo nói: "Lát nữa ta sẽ mượn cớ để dẫn một tiểu đội đi tuần tra, các ngươi hãy mai phục gần đó, nhanh chóng giải quyết người trong tiểu đội, thay đổi quần áo của bọn họ, ta sẽ dẫn các ngươi đi vào." Người đến nói: "Trực tiếp đi vào." biện pháp ngu xuẩn gì thế này? Tiểu giáo nói, có đôi lúc biện pháp ngu xuẩn chính là cách hiệu quả nhất, quân đội có nhiều người như thế, sao mọi người có thể biết hết, ta biết câu khẩu hiệu, nên có cách dẫn các ngươi đến gần. Yên tâm, ta trà trộn chỗ này lâu như thế, quen thuộc chỗ này hơn các ngươi nhiều. Người đến nói, ta không làm chủ được việc này, chờ ta báo cáo đã. Tiểu giáo nói, chương 1882, nếu gặp phải ta, vậy chính là của ta. Các ngươi cứ xem mà làm, tóm lại lát nữa ta dẫn theo 10 người đi ra ngoài một vòng, dù có được hay không, chỉ cần các ngươi ra tay vào tối nay, đều phải phái người đến tiếp ứng ta. Người đến nói, chỉ 10 người, quá ít rồi, tiểu giáo nói, ngươi còn muốn bao nhiêu người, tiểu đội tuần tra chỉ có thể dẫn theo nhiều đó người thôi, nếu dẫn nhiều người đi thì sẽ bị nghi ngờ mất, dẫn một đống người chạy loạn thì đâu giống tuần tra nữa. Ai thấy cũng nghi ngờ, làm sao đến gần mục tiêu. Ngươi về báo cáo trước đi, nói xong, phía dưới vang lên một tiếng đánh rắm, người giấu dưới cát bỗng nhiên hoảng sợ nói, ngươi làm cái gì, hình như hắn thấy được cái gì đó không nên thấy, là phân đó, lấy cớ này đi ra ngoài thì tất nhiên phải làm thật. Ta nói người huynh đệ này do ti nào dạy dỗ vậy, làm nghề này còn sợ cái này sao? Ti nào cái gì, người đến hoàn toàn không phải là người hắc thủy đài trải qua đặc huấn, mà là đệ tử khí vân tông, hắn giống như thấy quỷ, nhanh chóng rút vào đất cát, chạy trốn ngay tiểu giáo sung sướng giải quyết xong thì đào cắt chôn vật bài tiết, toàn bộ đại quân trong sa mạc đều làm như vậy, hắn quay người đi về. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, tiểu giáo đúng là dẫn theo một đội 10 người đi tuần tra. Việc tuần tra này không bị nghi ngờ, vì đây là chuyện bình thường, nhưng lúc đội tuần tra đến chỗ cồn cát khuất ánh trăng, trong bóng tối vang lên chút rối loạn. Sau khi quay về, khuôn mặt của 10 người trong tiểu đội đã hoàn toàn thay đổi, thái thúc quảng, thiết hạo đông, lô trinh đều trà trộn vào trong đó, ai cũng cắt hết dâu ria trên mặt mình. Tiểu giáo dẫn người trở về, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mà 10 người phía sau thì căng chặt dây thần kinh, còn lâu mới thoải mái được như tiểu giáo. Tiểu giáo không đi đường cũ vào nơi đóng quân, mà lách qua đường bên cạnh, vì bên này có nhiều người quen, đi lại nên đã biết mặt nhau hết rồi. Đi tuần tra sát ngay bên trụ sở biên giới đóng quân, đi qua ngay trước mặt một đội nhân mã, điều này làm cho đám người thái thúc quảng nơm nớp lo sợ. Lão tả, nhìn thấy một sĩ quan gần đó, tiểu giáo chủ động mở miệng chào hỏi đối phương nhìn lại hỏi sao lại chạy đến đây tiểu giáo than thở hát quan trên bắt tuần tra bắt ta mở to hai mắt mà nhìn hắn trực tiếp dẫn người đến chào hỏi đối phương sau khi khách sáo một hai câu tiểu giáo dẫn người đi vào nơi đóng quân còn tiện chân đá một chân lên người đang nằm trên đất ngủ như đám lợn chết sau khi đi đi lại lại ở khu vực đóng quân nhân dịp đứng khuất thái thúc quảng ghé sát tai tiểu giáo hỏi như vậy có được không hắn thật sự lo lắng tên này hành động quá trắng trợn rồi tiểu giáo nói bình thường có lẽ không được nhưng từ lúc nhiều đại quân tập hợp lại với nhau giữa các khu vực đều có ngăn cách đường đi không ai biết rõ ai ở đội ngũ nào chỉ cần đi vào thì an toàn rồi các ngươi đừng căng thẳng như vậy nếu như ban ngày thì đã bị ngăn lại kiểm tra rồi sau đó tiếp tục dẫn mọi người đi vòng để tuần tra cũng không phải cố ý đi vòng mà phải cố ý nhìn tiết tấu tuần tra của bốn phía xen kẽ trong khoảng cách đó để đi ngẫu nhiên không tránh được người tiểu giáo chủ động trước đưa tay hô khẩu hiệu trước sau đó dẫn người đi qua tổ đội tuần tra của đối phương làm cho đám người thái thúc quảng nhìn mà toát hết mồ hôi lạnh một đường đi vào nguy hiểm trùng trùng đám người thái thúc quảng đã nhìn ra tiểu giáo này đúng là một người can đảm thận trọng nhưng đối với tiểu giáo đại quân tuần tra ngoài lỏng trong chặt muốn nhân cơ hội rời khỏi đây ngay nếu không đến lúc theo đại quân lên chiến trường rất nhiều chuyện không phải do mình làm chủ nếu chết trên xa trường thì không đáng trong sự nóng lòng, thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác đã xâm nhập vào trong đại quân, bọn họ đứng trên cồn cắt là đã có thể thấy vài chục lều vải dưới ánh trăng, mà các ba mươi trượng về phía tây, có một chiếc lều vải trơ trọi, đám người thái thúc quảng vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Nhưng vừa đi xuống khỏi cồn cát, đã gặp ngay một đội tuần tra khác đi lên, có một người quát lên với bọn họ. Khẩu lệnh, đại quân chịu mỏi mệt cả ngày, ngủ như đám lợn chết, nếu là tuần tra, đội tuần tra lại không đi tuần tra, đường hoàng ngồi đó có vẻ không bình thường, tiểu giáo đã phát hiện không đúng, nhưng vẫn trầm ổn trả lời. Hãn hải, hồi lệnh, giọng nói của người vừa đến bỗng nhiên trở nên nặng nề, quát lên. Khẩu lệnh, tiểu giáo lập tức quay đầu nói nhỏ, hỏng bét, không biết khẩu lệnh ở nơi này không giống hay là đã thay đổi, lập tức chuẩn bị ứng biến. Một câu làm cho thần kinh đám người thái thúc quảng căng thẳng, sau đó tiếp tục lớn tiếng trả lời. Hãn hải, hồi lệnh, người lên tiếng vung tay lên, hơn 10 người bên đối phương lập tức bao vây bọn họ lại, những tu sĩ ngồi tĩnh tọa ở phía sau cũng đứng lên. Các ngươi là người của bộ nào?" Người kia quát lên, hiển nhiên muốn đối chiếu kiểm tra rõ ràng. "Đam người tiểu giáo sao chịu được kiểm tra loại thế này?" Thái Thúc Quảng nhìn chung quanh một chút, nói nhỏ, "Đợi hai tên kia đi lên là được, ra tay." 10 người lập tức bay vọt lên, đám tu sĩ phía sau nhìn chằm chằm tình huống bên này lập tức bay lên ngăn cản, cũng hét lớn. "Kẻ địch tập kích, mở đường!" Thái Thúc Quảng hét lớn một tiếng, lập tức có người phóng thiên kiếm phù ra mở đường, đánh bay những người ngăn phía trước. Vừa ra tay đã không tiếc sử dụng thiên kiếm phù, chính là vì không có thời gian dây dưa với đám người này, 10 người thuận thế thiên kiếm phù để xông ra. Mà tiểu giáo kia cũng không thể nắm cơ hội này rời đi, đám người thái thúc quảng vì nhiệm vụ nên chẳng quan tâm đến sự sống chết của hắn, bọn họ bỗng nhiên xông ra, không hề cho hắn cơ hội lẫn vào trong loạn quân để thoát thân, lẻ loi ở lại, sau đó rút đao liều mạng nhưng hai tay không đánh nổi bốn phía, bị loạn đao chém ngã xuống đất, xem như là hy sinh thân mình vì tấn quốc. Hai nước giao chiến, nhiều thám tử có dũng có mưu thế này, không biết có bao nhiêu người vô tình chết đi. Trong trứng bồng, độc cô tĩnh khoanh chân ngồi tĩnh tỏa và viên cương đang nằm nghiêng trên mặt đất gần như đồng thời mở mắt, bị tiếng động lớn bên ngoài đánh thức. Đi, độc cô tĩnh lắc mình đến trước, ôm cánh tay viên cương, trực tiếp thi pháp phá vỡ mặt đất, dẫn theo viên cương nhanh chóng biến mất mà binh sĩ nằm nghỉ bên ngoài bỗng nhiên phản ứng nhanh chóng, bọn họ đều là tu sĩ ngụy trang thành. Thái thúc quảng chém giết một đường đến gần, đối mặt với một đám binh sĩ chặn đường, hắn mở pháp nhãn lên có thể thấy được quang hoa lóa mắt, đánh thiên kiếm phủ ra, trong tiếng ầm ầm nổ vang, một đạo thiên kiếm cương ảnh nổ cho lều vải bay tán loạn, nhưng bên trong không có bất kỳ người nào. A, à, Thái thúc quảng gầm lên giận dữ, trong tiếng hét tràn đầy bi phẫn, thiên kiếm cương ảnh chiếu nổ loạn xuống sa mạc phía dưới. Người phía sau ỉ vào thiên kiếm phủ vọt đến, hỗn chiến với tu sĩ bốn phía. Nổ xong 12 lượt thiên kiếm cương ảnh, thái thúc quảng giống to. Đi, biết lần đánh lén này không có cơ hội thành công, số lượng thiên kiếm phủ trên tay bọn họ cũng không nhiều, nếu cứ dây dưa thì chắc chắn sẽ chết ở đây, nếu một lần không thành công thì phải rút lui ngay. Một người dùng thiên kiếm phủ mở đường, những người khác đi theo. Dưới ánh trăng, Ngọc Thương đứng trên cồn cát, sắc mặt lạnh lẽo vung tay lên, hơn 10 tên tu sĩ sau lưng Phi thân bay ra, trên thân mỗi người đều có một tấm Thiên Cơ Phá Cương cung, nhanh chóng truy sát. Trận chiến Tây Bình Quan, mặc dù Thiên Cơ Phá Cương tiến của Hiểu Nguyệt Các đã bị hao tổn hết, nhưng ở khu vực trung tâm còn có một ít dự trữ. Đúng là rất ít người có thể ngăn cản uy lực của Thiên Kiếm Phù, một đám người từ tiện xông vào trụ sở đại quân, lại có 5 người còn sống đi ra. Tu sĩ trên không trung khống chế phi cầm tòa kỳ đuổi theo tấn quốc phái người đến đột nhập vào khu vực phòng quân không chung, tiếp ứng phá vòng vây. chương 1883, thế nào gọi là ngoan nhân? một Thái Thúc Quảng vừa chém giết thoát thân vừa vươn tay nhổ mũi tên sau lưng, dưới ánh trăng mũi tên hiện lên màu xanh, chính là kết quả của thiên cơ phá cương tiến phía hộ thể cương khí, mũi tên này có kịch độc. Nhanh, đi vô biên các, Thái Thúc Quảng hét lên một tiếng, cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh trên không, thật ra cũng không tính là chạy thoát. Là vì vên Tần Quốc đuổi được một đoạn thì ngừng, giống như giặc đến cùng chớ đuổi theo. Hỏi số lượng thiên kiếm phù trên người mọi người, chỉ còn lại hai tấm. Thái Thúc Quảng quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên sự bi thương, tốn mất 18 tấm thiên kiếm phù, chỉ có thể chạy thoát được 5 người, còn lại đều trúng bẫy thiên cơ phá cương tiến, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đáng hận hơn là, bỏ ra cái giá lớn như vậy, thế mà không thấy được bóng dáng của mục tiêu. Không nhắc đến tổn thất, qua lần này, hắn không biết còn có cách nào có thể ám sát mục tiêu ở trong đại quân Tần Quốc cộng thêm ý đồ của tấn quốc bên kia nữa, trước khi đại quân tần quốc đi vào tề quốc, hắn cảm giác mình không có chút khả năng nào. Vậy mà để thích khách xâm nhập đến khu vực trung tâm đại quân, Ngọc Thương tức giận, ra lệnh cho La Chiếu nghiêm tra, chỉnh đốn. La Chiếu nhìn ra sự nghi hoặc của Ngọc Thương, cũng có nghi ngờ có phải mình công báo tư thì hay không, nhưng tuyệt đối không phải như vậy, cũng không cần phải giải thích, hắn có nỗi khổ khó nói. Một đêm này, toàn bộ đại quân đều bị kinh động, mệt mỏi cả ngày trời rồi còn không được nghỉ ngơi tốt, sáng lại phải tiếp tục lên đường cứ ở dưới sa mạc thế này mãi cũng không phải là cách sáng sớm khi trời hoàn toàn sáng một nhóm sa hạt được triệu tập đến trong bầy sa hạt có một con quái vật khổng lồ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người đó là hạt hoàng viên cương triệu hoán hạt hoàng viên cương đứng trên cồn cắt cao nhìn con hạt hoàng như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển đến gần hắn đưa tay ấn lên sọ não hạt hoàng trong ánh mắt có tình cảm năm xưa hạt hoàng đã từng cứu mạng hắn mặt trời chiếu sáng dưới ánh sáng rực rỡ ấy một người một quái thú yên lặng giao lưu năm xưa lúc lần đầu tiên triệu hồi ra hạt hoàng là bởi vì hắn không biết cách giao lưu bây giờ hắn có thể tự điều khiển được năng lực của mình cũng không dám tự tiện kêu gọi hạt hoàng nhưng sau khi bị ám sát hắn mới triệu hoán hạt hoàng ra ngoài đám người ngọc thương có thể nói là mở rộng tầm mắt còn ánh mắt của la chiếu thì cực kỳ phức tạp đại quân lần nữa xuất phát trên lưng hạt hoàng đã đứng đầy đủ mấy người cùng nhau leo lên hạt hoàng dẫn theo một đám xa hạt đi về phía trước nếu như thả tốc độ tốt đa chắc chắn có thể bỏ lại hết đám xa hạt phía sau lại đến gần giữa trưa trên không trung xuất hiện mấy người kỳ lạ bọn họ đưa lệnh bài phiêu miểu cắt ra làm cho người tuần tra trên không trung không dám ngăn cản hạ thấp độ cao phi hành xuống nhưng lần trước là hai nam nhân còn lần này là hai nữ nhân nguyên nhân lần trước là ô thường và hắc thạch hạ thấp lộ mặt là vì viên cương mà lần này lại là lữ vô song và đệ tử hoa mỹ như tự mình đến lộ mặt và vì con quái vật khổng lồ xa hạt kia hạ xuống đến gần thấy rõ bên dưới lữ vô song từ từ nói là con hạt hoàng tiềm ẩn trong sa mạc rất ít khi lộ diện kia hoa mỹ như nói thân hình thật to lớn chắc là đúng rồi sư tôn hán tử mặt đỏ đeo đại đao kia chính là viên cương lữ vô song nói hạt hoàng này có tác dụng với ta người đi nói cho bọn họ để hạt hoàng lại cho ta cái này hoa mỹ như nhắc nhở sư tôn làm như vậy sẽ vi phạm vào ước định của cửu thánh không nếu viên cương này có thể triệu hồi ra hạt hoàng không bằng chờ đến lúc đại quân vận chuyển xong thì bắt hắn triệu hồi hạt hoàng ra lữ vô song nói đợi đến lúc đó thì không biết con hạt hoàng này đã rơi vào tay ai rồi nếu đã đụng phải ta vậy thì là của ta thiếu mất một con hạt hoàng thì có ảnh hưởng gì đâu đi đi vâng hoa mỹ như phi thân nhảy xuống trực tiếp nhảy lên lưng hạt hoàng nàng vừa ra trận thì không nói nhiều lời giơ tay đưa lệnh bài phiêu miểu các ra cho mọi người nhìn. Đám người ngọc thương đều cung kính chắp tay bái kiến, tham kiến lệnh sứ, viên cương chỉ quay đầu nhìn, sau đó lại quay lại nhìn về phía trước, giống như không liên quan gì đến hắn, làm ra vẻ vội vàng khống chế. Nhưng người hoa mỹ như muốn tìm chính là hắn, nhìn lại, hô lên. Tên mặt đỏ kia, phiêu miểu các muốn trưng dụng hạt hoàng này. Muốn hạt hoàng, trong lòng viên cương trầm xuống, khóe miệng nhếch lên một chút, làm ra vẻ không nghe thấy khuôn mặt của hoa mỹ như trở nên lạnh lẽo mồ hôi lạnh trên người ngọc thương chảy xuống suýt nữa gọi viên cương là tổ tông mặc dù không biết vị trên không trung kia nhưng nhìn người đi xuống thì có thể đoán được là ai hộ pháp của lữ thánh tôn tự mình đến đây người bên cạnh tự mình xuống truyền lời vậy mà người nghe lại dám giả vờ câm điếc ngọc thương bị dọa sợ hối hận đến mức ruột đều xanh nếu biết sớm như vậy đã không để cho vị này giúp đỡ cái này chẳng phải là giúp đỡ mà là đang hại người những người khác càng sợ hãi hơn, bị dọa đến mức sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, có xúc động gọi viên cương là ông nội. Ngọc Thương lắc mình một cái, đi đến bên cạnh viên cương, giật cánh tay hắn, nói. Viên huynh đệ, lệnh sứ đang hỏi ngươi đấy. Lúc này viên cương mới quay người lại, hắn cũng không ngốc, giả vờ không biết, hỏi lại. Cái gì, hoa mỹ như dơ lệnh bài phiêu miểu các lên cho hắn nhìn. Viên cương nhìn chằm chằm lệnh bài, giống như xem không hiểu, hỏi tiếp. Cái gì vậy, Hoa Mỹ như tức giận, Ngọc Thương vội nói. Hồ Đô, đây là lệnh bài phiêu miểu các, một trong chín lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy trưởng lệnh phiêu miểu các. Người đến không phải là trưởng lệnh hoác không của phiêu miểu các, người có thể đưa ra loại lệnh bài này, người trên không chung có thân phận gì thì không cần phải nói nhiều nữa. Viên Cương bình tĩnh nói, ta chưa thấy bao giờ, nên không biết. Hoa Mỹ như giận dữ mắng mỏ, lớn mật, đám người Ngọc Thương đều bị Viên Cương làm cho hoảng hồn, ai cũng luống cuống tay chân, người này sao như thế chứ, nói một không hai, người kia đâu phải là người mà ngươi có thể trêu đùa được. Thấy được tổ tông rồi, là tổ tông đòi mạng, la chiếu cũng ở trên hạt hoàng ngây người, ánh mắt nhìn về phía viên cương tràn đầy sự khó có thể tin được, có chút phục người này, không biết ánh mắt của phùng quan như thế nào, lại đi xem trọng loại người hiếm thấy thế này. Hắn cũng muốn hỏi viên cương, người đến giúp đỡ, hay là đến gây sự vậy? Lữ vô song đứng trên không trung nhìn chằm chằm phía dưới, trong ánh mắt hơi có chút nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì, hoa mỹ như tự mình ra mặt chẳng lẽ còn không được sao nàng thật sự muốn xuống xem có chuyện gì xảy ra nhưng vốn tự cao tự đại lữ vô song khinh thường làm bạn với mấy người bên dưới ngoài mặt viên cương vẫn bình tĩnh như cũ hỏi lại ta không phải người trong tu hành giới chưa thấy qua hỏi có phải thật hay không không được sao hoa mỹ như hừ hừ hai tiếng nếu không phải kẻ trước mắt này đứng ở vị trí quan trong trên chiến tranh nếu đụng vào thì phá hư ước định của cửu thánh nàng đã hung hăng cho hắn một trận rồi hoa mỹ như lạnh lùng nói các ngươi nói là thật hay giả thật là thật một đám người nhao nhao phụ họa ngọc thương thì tranh thủ thời gian kéo tay áo viên cương nói viên huynh đệ ta đã gặp lệnh bài trưởng là thật không có sai viên cương nhìn chằm chằm hoa mỹ như hỏi ngươi là ai hoa mỹ như trầm giọng nói ta là ai quan trọng không chẳng lẽ ngươi không biết thấy lệnh bài như thấy trưởng lệnh phiêu miểu các tự mình đến đây ngọc thương muốn khóc rồi bên Mao Lư Sơn Trang là người thế nào chứ? Nghiêu hiểu đạo là một kẻ khó chơi, mà tên này thì khó hình dung nổi, hắn tranh thủ giật tay áo viên cương, nhắc nhở. Còn không mau bái kiến lệnh sứ, chương 1884, thế nào gọi là ngoan nhân? Hai, viên cương trầm mặc, hắn trầm mặc không sao, nhưng đám người phía sau thì trái tim đã nhảy đến cổ họng. May mắn, viên cương cuối cùng vẫn chịu phục, sau một lúc đưa mắt nhìn hoa mỹ như, hắn chắp tay nói. Bái kiến lệnh sứ, Hoa Mỹ như cũng nhìn chằm chằm hắn một lúc, mới chậm rãi thu hồi lệnh bài, gần từng chữ. Phiêu miểu các muốn trưng dụng hạt hoàng này, lập tức đưa nó cho ta. Viên cương quay đầu nhìn về phía hạt hoàng, lại quay đầu nhìn nàng, hỏi. Đưa cho ngươi làm gì? Hoa Mỹ như tức giận nói. Phiêu miểu các làm gì mà đến phiên ngươi hỏi sao? Nàng cũng không biết đưa con hạt hoàng này về làm gì, nên không thể đưa ra câu trả lời được, trừ phi quay lại hỏi Lữ Vô Song, nhưng nàng không thể nào hỏi được, ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng không giải quyết nổi, sao nàng có mặt mũi về hỏi chứ? Viên cương nói, không dám, nó cũng không phải của ta, nếu ngươi muốn bắt về cũng được. Thấy được nhiều kẻ không tức thời, nhưng chưa thấy được kẻ nào không tức thời như vậy, hai mắt của hoa Mỹ như chừng lớn mấy phần, có thể nói là bị chọc tức quá, nhưng từ lần này đến lần khác lại không tự tiên ra tay được, giọng nói giận dữ gần từng chữ. Ta bảo ngươi bắt nó lại, viên cương nói, ta chỉ có thể triệu hoán nó đi lên, nhưng không thể bắt nó lại được hoa mỹ như tức giận nói ngươi muốn chống lại pháp chỉ của phiêu miểu các sao nếu đối phương muốn kháng chỉ nàng có thể ra tay rồi viên cương lại nhìn chằm chằm nàng những người khác bao gồm cả ngọc thương trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh yết hầu run lên hai lần ngọc thương vội vàng lôi kéo viên cương còn không mau tuân chỉ thật sự hắn cũng không muốn thuyết phục hoài như vậy nhưng lại sợ bị viên cương làm liên lụy vào viên cương nói không dám Ta sẽ cố hết sức thử một lần." Vừa nói ra những lời này, cả đám người nhẹ nhàng thở ra. Đám người Ngọc Thương lập tức làm theo, hai tay liên tục di động, nhảy vào sau lưng Sa Hạt, ngay cả La Chiếu cũng bị đuổi đi. Kết quả chỉ có mình Hoa Mỹ Như và Viên Cương ở lại rằng co, trong lòng Hoa Mỹ Như nghẹn lửa giận, suýt chút nữa hét lên thì đối phương mới miễn cưỡng nghe lệnh, bây giờ đối phương còn ra lệnh ngay trên đầu mình. Nhưng nàng không thể không làm theo, vì nghe theo lời của Lữ Vô Song, nên không thể không làm theo được hoa mỹ như hử lạnh một tiếng phất tay áo bay qua một bên viên cương xoay người đi đến chỗ đầu của hạt hoàng nhìn hạt hoàng gật đầu đắc ý nghe lệnh hắn lên đường hạt hoàng này đã từng cứu mạng hắn trong lòng viên cương cực kỳ hối hận hối hận không nên triệu hoán nó ra đây gương mặt căng thẳng cuối cùng hình như làm ra quyết định hắn giang hai tay ra hét lên a à, tiếng hét như bao hàm nhiều cảm xúc hạt hoàng đang không nhanh không chậm đi về phía trước lập tức những xa hạt xung quanh chuyển động thân hình to lớn của hạt hoàng chìm xuống, cắm đầu vào trong biển cát, mượn lực cường đại để tạo ra bão cát bốn phía, bão cát nổi tầng tầng lớp lớp, nó dùng các đốt chân đào cát lên chui xuống đất. Những người đứng trên sa hạt lập tức thi pháo chống lại cơn sóng cát bay đến. Những sa hạt phía sau lập tức chạy đến, vòng qua nơi này, tiếp tục đi về phía trước. Viên cương nhảy lên thoát khỏi vùng bão cát, nhảy lên một cồn cát, hai bên là đại quân sa hạt vù vù chạy qua. Hạt hoàng nhanh chóng chui vào lòng đất biến mất, nửa cồn cát nổi lên dần dần sụp xuống. đợi đến lúc lắng lại, viên cương đã bị chôn nửa người trong cát. đám người ngọc thương đi theo sa hạt phía xa lắc mình bay về, bao gồm cả hoa mỹ ngọc, bay xuống bên cạnh viên cương, nhìn theo đám sa hạt đang lao nhanh về phía trước. các tướng sĩ đang cưỡi trên lưng sa hạt cũng nhìn về phía bọn họ, không biết chuyện gì xảy ra. sa hạt chạy rất nhanh, đại quân trùng trùng điệp điệp chạy qua, toàn thế giới trở nên tĩnh lặng. hoa mỹ như quay đầu nhìn lạnh nhạt nhìn Viên Cương đang bị chôn trong cát, nói: "Gọi Hạt Hoàng đi ra, còn lại không cần ca ngươi lo nữa, cút theo đội ngũ đi." Ngọc Thương nhanh chóng chạy lên trước, vươn tay túm cánh tay Viên Cương, giúp hắn ra khỏi đống cát. Viên Cương lại giang hai cánh tay ra, cao giọng hét lên: "A a a, mọi người nhìn hắn, xem hắn kêu một lúc lâu, sau đó lại nhìn xa mạc dưới chân và bốn phía, sao lại cảm giác không có động tính gì hết vậy?" Ngọc Thương nói thầm trong lòng: hình như trước đó triệu hoán xa hạt đi ra không dùng tiếng hô này đâu nghĩ đến đây trong lòng hắn bỗng hơi hồi hộp một chút sắc mặt cũng trở nên khẩn trương mặc niệm trong lòng tổ tông ơi người đừng có chơi nữa sẽ chết người đấy hét xong một lần viên cương dừng việc hò hét lại quay người nhìn hoa mỹ như hoa mỹ như hỏi hạt hoàng đâu viên cương trả lời không thấy hoa mỹ như há hốc miệng mắt trợn tròn không thấy người nói không thấy lừa quỷ à Đám người ngọc thương suýt rơi cả trong mắt, không ngờ viên cương hét xong nửa ngày lại nói được ra câu đó. Ngọc thương càng hối hận, vừa rồi hắn tốt bụng lôi người này ra khỏi cát, nếu sớm biết như vậy thì hắn phải chôn sống viên cương luôn mới đúng. Hoa Mỹ như như thẹn quá hóa giận rồi, chỉ vào viên cương mắng mỏ. Ngươi chán sống rồi phải không? Ta ra lệnh cho ngươi lập tức triệu hoán xa hạt kia ra. Lữ vô song trên không trung nhíu mày, phía dưới dây dưa mãi như vậy, không biết có chuyện gì xảy ra, giống như đang cãi nhau vậy, cuối cùng nàng nhịn không được nữa lắc mình bay xuống ống váy bồng bềnh nhẹ nàng đặt chân xuống mặt cát lạnh lùng hỏi chuyện gì xảy ra hoa mỹ như lập tức chắp tay trách mắng những kẻ phía sau còn không mau bái kiến vô song thánh tôn đúng thật là lữ vô song tự mình đến đây đám người ngọc thương cực kỳ sợ hãi nhanh chóng chắp tay cúi đầu bái kiến thánh tôn có người nói thầm trong lòng có phải bị dính ánh sáng của nhị hóa này không nếu không đã chẳng có cơ hội nhìn thấy lữ vô song nói Đôi mắt của Ngọc Thương nhìn thoáng qua viên cương, hắn phục rồi, thế nào gọi là ngoan nhân. Hôm nay hắn đã nhìn thấy, không thể trêu vào nhị hóa này được, nếu qua lần này mà vẫn còn sống, hắn mãi mãi không muốn gặp lại tên này, xem như ngươi lợi hại, không thể trêu vào. Viên cương đứng yên tại chỗ, sau khi nhìn vào đôi mắt sáng của Lữ Vô Song, hắn kéo căng sị gò má, sau đó chắp tay khom lưng xuống. Hoa Mỹ như chợt chỉ vào viên cương, tố cáo, sư tôn, viên cương chống lại pháp chỉ, không giao hạt hoàng ra. Có người to gan lớn mật như vậy, Lữ Vô Song có cảm giác ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm về phía Viên Cương, hỏi: "Vì sao không giao?" Viên Cương đứng thẳng đáp lời: "Không phải không giao, mà là Triệu Hoán không ra." "Có ý gì?" Lữ Vô Song hơi giật mình, vừa thấy hạt hoàng độn địa, còn tưởng rằng là tạm dừng chờ đại quân xa hạt đi qua, kết quả là do Triệu Hoán không ra. Lúc đầu những người khác nghĩ rằng là tạm dừng ra lại, ai có thể ngờ rằng Viên Cương dám kháng lệnh thế này? Hoa Mỹ như nói, sư tôn, hắn đang nói láo, từ đầu đến cuối đều kháng cự không giao xa hoàng gia. Tất nhiên Lữ Vô Song tin nàng, trước đó cứ lề mề đã cảm thấy kỳ lạ rồi, bây giờ nghe được đáp án, nhưng vẫn cảm thấy ngoài ý muốn, sao tên này lại to gan như thế chứ? Lữ Vô Song lạnh lùng hỏi, vì sao không chịu hoán ra? Viên Cương nói, từ lần vận chuyển đầu tiên ta đã muốn triệu hoán hạt hoàng, nhưng không triệu hoán ra được, cho đến sáng nay mới triệu hoán ra, ta cũng không biết vì sao nữa, có lẽ xa hoàng khác với Sa hạt. Ai nói hắn không biết nói dối, với hắn mà nói, nói dối cũng chọn lúc mà nói. Ánh mắt đám người ngọc thương nhìn thoáng qua lẫn nhau, nghe viên cương nói kiểu như vậy, không biết là thật hay là giả nữa, trước đó luôn không thất hạt hoàng, đúng là sáng hôm nay mới xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ hiểu nhầm tên này. Nói nhảm, tất nhiên hạt hoàng khác với xa hạt rồi, ánh mắt lữ vô song hiện lên sự lạnh lẽo, không quan tâm đến lý do lung tung rối loạn này, hỏi Hoa Mỹ Như. Có dặn hắn giữ hạt hoàng lại không? mươi 1885, bọn chuột nhất, lại dám khuyên ta. Hoa Mỹ Như trả lời, có, đã dặn nhiều lần là bắt hạt hoàng ở lại đây, nhưng hắn cứ lề mà lề mề. Lữ vô song lại nhìn về phía viên cương, hỏi thẳng. Người thả hạt hoàng chạy, chỉ một câu đã làm cho đám người ngọc thưởng run sợ. Viên cương nói, không phải, chỉ sợ làm tướng sĩ phía sau bị thương, nên mới cho hạt hoàng xuống cắt trước không ngờ sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Lữ vô song nói, bản tôn không quan tâm đến lý do, chỉ cần kết quả, người triệu hoán hạt hoàng gia, bản tôn tha cho người tội chết. Viên cương trầm mặc, hoa mỹ như bỗng nhiên quát trói tai, người không nghe được lời của thánh tôn sao. Viên cương trả lời, nghe thấy, nhưng thật sự ta không có cách nào khác. Lữ vô song nói, không muốn chết thì nghĩ cách đi. Viên cương nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, đánh không thắng ngươi, ngươi nói thế nào cũng được việc này không liên quan đến những người khác chỉ mỗi ta sai muốn chém muốn róc thịt gì cũng tự nhiên hắn không muốn liên lụy đến những người khác chết cũng chẳng sao cái gì gọi là nói thế nào cũng được đám người ngọc thương sắp khóc sắc mặt của lữ vô song rất đặc sắc lần đầu tiên có kẻ dám nói thẳng với nàng như vậy cứ làm như nàng đang ỷ thế hiếp người vậy nhưng nói đi cũng phải nói lại đúng là nàng đang ỷ thế hiếp người mà làm càn hoa mỹ như giận dữ bỗng nhiên đánh ra một trường muốn dạy dỗ viên cương một trận. Viên cương nhanh chóng phản ứng lại, cả người lóe lên, nhanh chóng nhào qua bên cạnh, bên sau còn có cồn cát, bụi cát bắn tung tóe, hắn lăn qua một bên, trong lúc quay cuồng đã rút đao ra, quay ra sau, tam hống đao trong tay đã chỉ vào hoa mỹ như. Đám người ngọc thương sợ ngây người, dám cãi lại thì thôi, còn dám chỉ đao vào mặt đồ đệ ngay trước mặt lữ vô song. Đừng nói đến những người khác, ngay cả lữ vô song cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đã rất lâu rồi nàng chưa gặp được kẻ nào gan to bằng trời như vậy, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, suýt chút nữa là đã tưởng mình quay về những năm tháng vừa bước chân vào giới tu hành này rồi, rất lâu chưa có kẻ nào dám rút đao ngay trước mặt nàng. Kẻ cuồng đồ to gan lớn mật, hoa mỹ như kêu gào, cảm giác mình bị nhục nhã, muốn ra tay lần nữa. Viên cương chỉ đau, hét to, ỷ thế hiếp người thì có gì giỏi, đúng là hành vi của tiểu nhân. Nếu ngươi dám đường đường chính chính nhận một đau này của ta, ta sẽ tìm hạt hoàng gia cho sư phụ ngươi, ngươi dám không? Điên rồi, kẻ này đúng là tên điên. Đám người ngọc thương đã chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm giác cả đời này chưa bao giờ gặp được kẻ không làm theo lẽ thường đến vậy. Trong mắt đa số người, viên cương chính là tên điên không làm theo lẽ thường, nhưng đối với viên cương mà nói, hắn hành động đường đường chính chính, không nói sai cái gì, cũng không làm sai điều gì, nếu làm được thì làm, nam tử hán đại trượng phu, có gì không dám nói. Có gì mà không dám, Sao hoa mỹ như có thể nhận mình là tiểu nhân được, cũng không cho rằng mình đang ỷ thế hiếp người chứ, vừa kích thích một chút, suýt chút nữa đồng ý ngay rồi, nhưng lời nói vừa đến khóe miệng, đã nhớ đến tin tức kẻ này từng dùng một đao chém chết tu sĩ kim đan đỉnh phong, trong lòng giật thoát một cái, nghẹn lời, lại bị sự đường đường chính chính của viên cương làm cho khó chịu. Suýt chút nữa giận dữ đồng ý, bỗng nhiên biến thành xảo trá, chắp tay nói với lữ vô song. Sư tôn, ngài cũng nghe rồi đấy, hắn có biện pháp tìm được hạt hoàng nhưng lại không muốn chịu hoán ra. Lữ Vô Song ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi không dám đón một đao của hắn sao? Sau đó quay lại nhìn Viên Cương, đúng thật là cảm thấy ngoài ý muốn. Hoa Mỹ như hiểu ra, trong lòng cực kỳ xấu hổ. Nhưng nàng vừa dứt lời, Viên Cương đã chỉ đao về phía nàng thét lên. "Tiểu nhân vô sỉ." Hoa Mỹ như giận tím mặt, nói, "Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?" Lữ Vô Song khẽ nâng tay, ngăn nàng lại sau đó nhìn chằm chằm viên cương nếu ngươi có biện pháp tìm ra hạt hoàng vậy thì tìm ngay cho bản tôn bản tôn nói lời giữ lời nếu ngươi tìm ra hạt hoàng ta sẽ tha cho ngươi khỏi tội chết viên cương nói ta hoàn toàn không tìm ra được nhưng đao lại chỉ về phía hoa mỹ như nếu nàng đón một đao của ta mà không chết cho dù không tìm ra ta cũng sẽ ở sa mạc vô biên này cả đời nghĩ tất cả khả năng tìm hạt hoàng ra cho thánh tôn không chết không thôi nếu như không chịu nổi một đao này vậy thì xin lỗi không phụng bồi hắn tự biết mình không đánh thắng lữ vô song nên cắn chặt hoa mỹ như không tha chiến thuật này được vận dụng không tệ lắm ngọc thương bên cạnh lo lắng không thôi lữ vô song đã đảm bảo cho hắn rồi vậy mà viên cương này còn không chịu tức thời vì vậy hắn bước lên khuyên nhủ viên huynh đệ người đừng làm quá còn không nhanh nhanh cảm ơn ý tốt của thánh tôn vận dụng mọi cách tìm hạt hoàng gia bỗng nhiên viên cương quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, nói. Bọn chuột nhất, ở chỗ nào ra mà dám mở miệng khuyên ta? Trong chuyện này, hắn không tức thời được như nghiêu hữu đạo, nếu hắn phải đối mặt với chuyện này thì chắc chắn sẽ giao hạt hoàng ra, cầu xin cho tương lai, ví dụ như lúc trước đưa thương kính cho Ngọc Thương vậy, không giống kiểu thả gãy chứ không cong như viên cương này. Sắc mặt Ngọc Thương trở nên rất đặc sắc, lại không nói lại được, ở trước mặt lữ vô song, bọn họ đúng là đám chuột nhất, trên mặt nghẹn hết trắng sang đỏ, trong lòng hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà viên cương, ông đây có lòng tốt giúp ngươi, ngươi ngược lại. Thôi, nếu ngươi có thể qua được lần này, ông đây không trêu vào ngươi nữa, sau này cũng không trêu vào ngươi nữa được chưa? Bỗng nhiên hoa mỹ như lớn tiếng nói, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi, sau đó lách mình đứng ra ứng chiến. Đến đây, lữ vô song cũng không ngăn cản, cũng muốn nhìn thực lực của viên cương đến trình độ nào. Viên cương không nói thêm gì, xoạch một cái xông ra, nhảy lên cao chém xuống, đao quang chút xuống như thác nước. Ô ngao, một tiếng sét nổ đùng đoàn vang lên giống như tiếng hổ khiếu bạo phát ra. Bạch, băng gấm trong tay áo hoa mỹ như bay ra, kéo căng như dây cung, bắn về phía lưỡi đao. Ô ngao, lại một tiếng hổ khiếu một ngạt mà chấn nhiếp lòng người vang lên. Đao quang như thác nước lại huyễn hóa ra mấy bóng cầu vồng, đôi mắt sáng của lữ vô song vốn thở ơ, nay đã hơi hít lại. Cạch, tiếng lưỡi đao chém vào băng gấm vang lên, tiếng chém như tiếng sấm nặng nề đám người ngọc thương đang ngạc nhiên không biết băng gấm kia được làm từ cái gì bỗng nghe thêm tiếng soạt băng gấm bị xé rách ánh sáng lạnh bay đến đầu vai hoa mỹ như hoa mỹ như quá sợ hãi không tránh kịp nữa nàng đang kinh hãi vì uy lực kinh khủng của một đao kia lại âm thầm hối hận hối hận không nên vì chút xúc động kia mà phải trả giá bằng tính mạng nhưng ngay lúc này bên cạnh vang lên tiếng xé gió ầm luồng gió đánh bay nàng ra ngoài ánh đao vừa lúc xẹt qua bên người nàng Đám người ngọc thương thấy Lữ Vô Song hất tay áo một cái. Đã là tránh không kịp, đã kinh hãi tại đối phương một đao kiêu uy lực kinh khủng, lại ngầm hối hận không thôi, hối hận không nên xúc động nhất thời, mệnh đừng vậy. Nhưng liền lúc này, giết khắp ra một đạo kình phong, ầm. Trực tiếp đưa nàng đụng bay ra ngoài, hồng quang đao ảnh khó khăn lắm cùng nàng thân thể sát qua. Ngọc thương bọn người gặp được Lữ Vô Song vung tay áo một cái. ầm, cát bay văng khắp nơi, một đao kia của viên cương đã thất bại, chém lên mặt cát đao thế cuồng bạo, ngay cả chính hắn cũng không thể thu phóng được, một đao vừa chém, dù chết cũng không thay đổi. Hoa Mỹ như rơi xuống đất thì ổn định cơ thể, nhìn lại băng gấm bị chém đứt, cảm thấy hồn bay phách lạc, vậy kia chính là vải do ngọc tầm của vô song thánh địa nhà tơ dệt thành, cực kỳ mềm dẻo, nhưng lại bị một đao chém đứt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía viên cương, cuối cùng cũng biết được sự khủng bố của một đao này, cũng hiểu vì sao đối phương có thể dùng một đao chém giết tu sĩ kim đan đỉnh phong chương 1886, Nghiêu Nhân, thật là Nghiêu. Một, đến bây giờ lòng nàng còn sợ hãi, nếu như sư phụ không ra tay cứu giúp, nàng đã phải bỏ mạng chỗ này rồi. Nói cách khác, trận đổ ước này, nàng thua. Một màn này cũng làm cho đám người ngọc thương không dám thở mạnh. Viên cương nâng đao lên, quay người lại, nhìn về phía lữ vô song, nói. Thánh tôn có ý gì, chẳng lẽ muốn nuốt lời? Nói đùa, sao lữ vô song không ra tay cho được, nếu như đệ tử của nàng chết trên tay người này, vậy thì vô song thánh địa của nàng sẽ trở thành chuyện cười lớn rồi. Lữ vô song hờ hững nói, bản tôn có đồng ý với người cái gì sao? Viên cương đáp trả, nói cách khác, từ nay về sau, mặc kệ người dưới trướng thánh tôn nói gì đi nữa, người trong thiên hạ cũng không cần phải tin. Nếu người khác nói câu này, chỉ sợ đã bị một trưởng đánh chết, nhưng thái độ từ đầu đến cuối của viên cương vẫn như vậy, lời nói ẩn chứa chính khí làm người khác không thể khinh nhờn nếu như không trả lời ngay trước mặt thì sẽ biến thành kẻ không nói đạo lý. Lữ vô song nói, mặc dù bản tôn chưa đồng ý dù chưa đáp ứng, nhưng nàng nếu đáp ứng, bản tôn đương nhiên sẽ không để nàng nuốt lời. Hạt hoàng sự tình có thể coi như thôi, nhưng người tại bản tôn trước mặt khẩu suất cuồng ngôn, bản tôn cũng không có nói muốn bỏ qua cho ngươi. Bản tôn cũng không phải người bất thông tình lý, cho ngươi một cơ hội. Bản tôn liền đứng ở chỗ này, để cho ngươi chạy trước 10 số đếm, 10 số đếm bên ngoài, người nếu có thể thụ bản tôn một trường, bản tôn liền bỏ qua cho ngươi. Nàng vừa mới nói xong, viên cương đột một chút lao ra ngoài, trong tay đao đã ném xuống đất, xoay người chạy. Nhìn chăm chú lên lại đếm thầm đếm được ngọc thương bọn người rất nhanh liền hai mặt nhìn nhau, viên cương sông nhanh cùng một chỗ, chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh giống bay một dạng, nhảy vọt quay cuồng qua cồn cát lúc động tác càng là một mạch mà thành, giống như như nước chảy mây trôi lưu loát, đây chính là trong sa mạc, trên đất cát sẽ hãm đủ, không tiện chạy có thể tên biến thái này mọi người đều vô ý thức mắt nhìn lữ vô song phản ứng trong lòng từng cái âm thầm nói thầm thật muốn mười số đếm lời nói cách không trưởng lực còn hữu dụng sao ngọc thương bọn người sợ hãi lo lắng lữ vô song ném đi mặt mũi sẽ giết bọn hắn diệt khẩu lữ vô song mặt không biểu tình đột phung tay áo một trường chụp về phía dưới chân mặt đất ngọc thương bọn người chỉ cảm thấy dưới chân run rẩy một chút rơi xuống đất quay cuồng viên cương cũng đã nhận ra lòng đất rung động thế tới dựa thế sông về cồn cát, rơi vào trên cồn cát lần nữa quay cuồng dựa thế, mạnh mẽ bên dưới bay lên không nhảy lên lên. ầm ầm, một đạo cát vàng sông ra mặt đất, như một đầu cự long đồng dạng, giữa trời một đầu đánh tới viên cương. Quay đầu thoáng nhìn viên cương đột nhiên cuộn mình tứ chi bão đoàn ngạnh kháng. Cạch, cả người viên cương như ngôi sao trổi đâm vào trong đất cát. Cự long bay lên không, muốn tiếp tục tấn công, nhưng lữ vô song đã hất tay áo lên, dừng tay, cự long lập tức sụp đổ, chút xuống, chôn sống viên cương ở nơi đó. Nàng lắc mình bay lên, bóng người lữ vô song đã nhảy lên phi cầm tỏa kỳ đang xoay quanh trên không trung. Hoa Mỹ như nhìn một chút, cũng lách mình bay lên, thử hỏi một câu. Sư tôn giết hắn rồi sao? Lữ vô song nói, chỉ là trừng phạt nhẹ, giữ hắn lại còn có lợi, đợi sau khi vận binh xong, người bắt hắn về thánh địa. Vâng, Hoa Mỹ như gật đầu đồng ý, ánh mắt của lữ vô song liếc về nơi cát vàng chôn người, lẩm bẩm một câu ít nhất trong nhân gian cũng không phải chỉ có hạng người su nịnh. Đợi đến lúc phi cầm tòa kỳ bay xa, đám người ngọc thương vẫn còn sợ hãi, lắc mình đến chỗ viên cương bị chôn trong lúc bọn họ đang thi pháp đào bới, bỗng nhiên một cánh tay nhô lên, viên cương từ trong đống cát đang ra sức bỏ ra. Phi, viên cương phun cát trong miệng ra, ngọc thương vội vàng hỏi, viên huynh đệ, người không sao chứ? Viên cương không trả lời, nhìn quanh bốn phía, hắn không sao, vừa rồi chỉ bị chấn ngốc ít nhất lữ vô song cho là mình trừng phạt nhẹ nhưng cũng đủ làm cho viên cương trọng thương nhưng nàng đã đánh giá thấp năng lực chịu đòn của viên cương rồi đừng nhìn nữa người đi rồi ngọc thương thở dài một tiếng nói lão đệ người phải cảm ơn thánh tôn đã thủ hạ lưu tình rồi ai cũng có thể nhìn ra tên này chịu một đòn của lữ vô song mà vẫn không bị gì chắc chắn là lữ vô song nhẹ tay rồi viên cương lại không nghĩ rằng lữ vô song hạ thủ lưu tình hắn quay đầu lại hỏi đao của ta đâu mọi người nhìn xung quanh đao rơi ở bên kia quên cầm đến đây ngọc thương phất tay cho một người đi tìm cả đám người lại nhìn viên cương xem như phục tên này luôn rồi tình huống đó mà vẫn có thể bảo vệ được tính mạng cũng được xem là mạng lớn trong lòng bọn họ còn sợ hãi trước đó đã bị dọa đến mức không nói nên lời đao được nhanh chóng tìm về lại đưa đến tay viên cương nhìn thấy thanh đao này lại nhớ đến cảnh chém hoa mỹ như ngọc thương lại thở dài lão đệ người không tiếc dùng mạng của mình để giúp một con hạt hoàng như thế có đáng không viên cương khinh thường nói chính là vì đám tư lợi như các ngươi nên mới làm cho những người kia tự ý làm bậy ngọc thương im lặng nhưng làm đồ đệ thì không thờ ơ được độc cô tĩnh trầm giọng nói viên tiên sinh đừng nói quá đáng trước đó tên này chửi sư phụ hắn là chuột nhất lúc đó đang ở trước mặt lữ vô song nên không tiện nói gì bây giờ sao có thể giả vờ như không nhìn thấy được viên cương nói ta nói sai cái gì sao nếu không phải vì các người tư lợi nên bị người ta lợi dụng, vậy thì sao bọn chúng dám làm mưa làm gió như vậy? Độc cô tĩnh nói, ta cũng không thấy nhiều hữu đạo cao thượng chỗ nào, người đi theo hắn bao lâu rồi. Rõ ràng là đang chê cười hắn, còn có một câu hắn không nói ra, đó là ngay cả lão bà của La Chiếu còn cấu kết, vậy mà còn mặt mũi nói ra câu đó sao? Viên cương lạnh nhạt nói, đúng là không cao thượng thế nào, nhưng ít nhất đạo gia còn biết được năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, sao đám giá áo túi cơm như các người có thể sánh được chứ? Ngươi, tượng đất còn có ba phần tính hỏa, độc cô tính đã bị chọc giận. Im miệng, Ngọc Thương đưa tay ngăn hắn lại, trong ánh mắt có ý trách móc, có vẻ như đang nói, ngươi so sánh với loại người này làm gì? Nếu là trước kia, chắc chắn Ngọc Thương cũng không khách khí như vậy, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, hắn biết phiên cương là hạng người gì, nhất là chuyện vừa xảy ra, ở trước mặt Lữ Vô Song mà tên này còn dám khiêu khích, còn dám dùng đao chém đệ tử Lữ Vô Song, suýt nữa chém chết đồ đệ của nàng ta, đây rõ ràng chính là tên điên bất chấp hậu quả. còn muốn phân cao thấp với loại người này sao? ngay cả lữ vô song hắn còn không sợ, vậy thì hù dọa, đe dọa hai uy bức lợi dụ có tác dụng gì không? chỉ sợ dù tất cả mọi người hiểu nguyệt khác ở đây, tên này cũng chẳng hề nháy mắt một cái. đối phó với những kẻ khác còn được, chứ đối phó với tên này thì được gì đâu? còn muốn nghiêm túc với loại người này, có bệnh rồi sao? hơn nữa, bây giờ còn có chuyện cần người ta giúp tóm lại ngọc thương không có lý do gì để chèn ép tên này cả tất nhiên trước mắt hai bên là cũng một nhóm hơn nữa thi thoảng trên không có vài người kỳ lạ xuất hiện ngọc thương thật sự sợ viên cương này rồi sợ hắn lại gây ra chuyện gì mọi người không chịu nổi kinh hãi như vậy nữa nên hắn đau khổ khuyên nhủ lão đệ thánh tôn rộng lượng khinh thường so đo với người bên dưới nhưng có vài người không giống vậy sau này ngươi cẩn thận chút đi nghe lời khuyên của ta không thể làm như vậy nữa viên cương hiểu hắn ý tứ Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, lần này hắn đã đắc tội Hoa Mỹ như rồi, sợ là sau này nàng ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 1887, như nhân, thật là ngu. Hai, nhưng viên cương chẳng hề quan tâm đến việc này, mà nếu quan tâm thì đã chẳng làm vậy rồi, hắn chỉ trả lời một câu. Nếu sợ như vậy thì ta đã không làm, nói xong hắn quay đầu bước đi. Ngọc Thương sừng suốt, cuối cùng lắc đầu cười khổ, ngoắc tay ra hiệu một chút, sai người đi dẫn phi cầm tỏa kỵ đến đây. Đợi mọi người đi hết, độc cô tĩnh hỏi, sư tôn, vô song thánh tôn muốn hạt hoàng để làm gì? Nói đến cái này, Ngọc Thương cũng cảm thấy kỳ lạ, đúng vậy, đồ vật có thể làm cho lữ vô song xem trọng, sợ là không đơn giản như vậy, hắn nhịn không được nhìn vùng sa mạc xung quanh. Rất nhanh, có phi cầm tòa kỵ đi đến, đón bọn họ đi, lần nữa đuổi kịp đại quân xa hạt. Nhìn thấy mọi người quay về, la chiếu hỏi hộ vệ trưởng lão hiểu nguyệt các bên cạnh. Trưởng lão, hạt hoàng bị đưa đi rồi sao? trưởng lão suy một tiếng đưa đi chạy rồi chạy la chiếu ngạc nhiên ta vừa nghe những tu sĩ khác nói là vô song thánh tôn đến sao chạy được trưởng lão nói theo lý thuyết thì không thể nào nhưng cái tên họ viên kia đầu óc có bệnh hắn kể lại những chuyện xảy ra cuối cùng thở dài cũng may thánh tôn khinh thường so đo với chúng ta suýt chút nữa lão phu đã bị dọa chết la chiếu nghe hắn kể lại cũng hãi hùng khiếp vía nhịn không được quay đầu nhìn viên cương có thể người khác không hiểu nhưng hắn tỉnh táo như vậy, sao không biết hành động lần này của viên cương nguy hiểm đến mức độ thế nào, từ lần ám sát trong tấn quốc có thể nhìn ra, sau này chắc chắn sẽ có người không chết không ngừng với hắn. Nhưng nghe được việc này, hắn mới hiểu được viên cương này là loại người gì. Hình như trưởng lão kia nhớ đến cái gì, nhắc nhở. Là tướng quân, chuyện này ngươi nghe là được, đừng nói ra ngoài, nếu chuyển ra ngoài thì cẩn thận gặp phiền phức. La Chiếu hơi gật đầu, bên ngoài thành Nam Châu, trong núi, như hữu đạo lần nữa dịch dung đến gặp sa như lai sao tiên sinh lại rảnh rỗi đến tìm ta vậy như hữu đạo cười hỏi sa như lai trầm giọng nói bên viên cương kia có chuyện gì xảy ra viên cương như hữu đạo sửng sốt một chút nói hắn là huynh đệ của ta chẳng lẽ ngươi không biết điều này sa như lai nói ta không hỏi cái này hắn chạy đến giúp quân tần vượt qua sa mạc vô biên là chuyện gì có thể làm cho vị này cố ý chạy đến hỏi ít nhất không đơn giản chỉ vì chuyện vận binh trong lòng như hữu đạo bỗng nhiên trở nên nặng nề hỏi có phải có chuyện gì xảy ra không sa như lai nói ngươi hỏi ta vị huynh đệ kia của ngươi bây giờ đã nổi danh khắp thánh cảnh rồi hắn dám khiêu khích trước mặt lữ vô song còn suýt nữa dùng một đao chém chết đệ tử hoa mỹ như của lữ vô song đúng là gan to bằng trời như hữu đạo trầm giọng nói có việc này vì sao ta không nghe được chút tiếng gió nào sao hắn lại đụng đến lữ vô song chuyện gì xảy ra vậy hắn không nghe được tiếng gió cũng là chuyện bình thường loại chuyện này sao đám người ngọc thương dám nói nhiều nhưng trong đám người kia có người phiêu miểu các phiêu miểu các biết người trong thánh cảnh đều biết ta cũng không biết cụ thể thế nào nghe nói là lữ vô song coi trọng hạt hoàng xa như lai kể mọi chuyện nghe được ra sau khi nhiều hữu đạo nghe xong có thể nói là trợn mắt há mồm đồ hốn trướng kia ra tay luôn với lữ vô song rồi không đi ra thì thôi vừa ra ngoài đã lên tận trời rồi sao sau đó cho dù đang đeo mặt nạ, cũng có thể nhìn ra khuôn mặt hắn đang căng thẳng, viên cương làm ra được chuyện này cũng không kỳ lạ, sau khi tức giận, hắn hử lạnh một tiếng. Tính cách của hắn như vậy đấy, cái gì gọi là tính cách, hóa ra người cũng biết sao, xa như lai chắp tay hỏi, có phải người điên rồi không, loại người đó mà cũng dám thả ra ngoài, chẳng lẽ người không biết dùng sa hạt vận binh thì sẽ làm thánh cảnh chú ý. Ta nói cho người biết, không chỉ mỗi lữ vô song, ngay cả sư phụ ta, không thiếu ai trong cửu thánh, đều tự mình đến sa mạc vô biên, tất cả đều muốn xem chuyện gì xảy ra, người huynh đệ này của ngươi đã thành công làm cho cửu thánh chú ý rồi. như hữu đạo nói, ngươi tự mình đến đây một chuyến, sợ là chuyện không đơn giản như vậy đâu. Sa như lai nói, ngươi nghe cho kỹ đây, cửu thánh đã nói rồi, sau khi vận binh xong, phiêu miểu các sẽ bắt người, muốn đưa người huynh đệ kia của ngươi về thánh cảnh. Bây giờ ta hỏi ngươi, hắn có biết ngươi còn sống không? Nghiêu hữu đạo nghiêm mặt, từ từ nói, biết, Sa Như Lai hơi giận, nói, biết, ta thấy người còn điên hơn hắn nữa, người cũng dám để loại người như hắn đi làm chuyện kia. Nghiêu Hữu đạo than thở nói, ta đã ngăn cản, nhưng ngăn không được, ta cũng không dám làm gì hắn, nếu biết chuyện sẽ lớn thế này, lúc trước ta đã trói hắn lại không cho đi rồi. Sa Như Lai nói, trói lại, người đã làm gì rồi, ta nói người đúng là thông minh một đời, sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp thế này. Nếu hắn không quản được miệng, nói ra chuyện ngươi còn sống, ngươi làm thế nào bây giờ? Chuyện đến nước này rồi, nhân lúc hắn còn chưa bị bắt đến thánh cảnh, nhanh chóng nghĩ biện pháp diệt khẩu đi. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn chủ động đi ra gặp mặt. Diệt khẩu, Ngưu Hữu đạo lắc đầu, nói: "Không cần thiết, về chuyện này, tiên sinh hoàn toàn có thể yên tâm, ai cũng có thể bán ta được, duy nhất chỉ có hắn sẽ không làm như vậy." "Đừng nói là ta, cho dù ngươi giết hắn, hắn cũng không bán bất cứ kẻ nào không nên bán." Sa Như Lai nói: Ngươi chắc chắn không, Nghiêu Hữu Đạo thở dài, chắc chắn con khỉ, người khác ta không biết, nhưng hắn, sao ta không biết được. Loại tính cách thả gãy chứ không cong này của hắn, đừng nói cửu thánh, cho dù thần tiên cũng không đổi được, nếu hắn không cố chấp như vậy, người chỉ có chút ánh mắt sao dám đứng trước mặt lữ vô song phân cao thấp. Nói kiểu này, xa như lai yên lặng, nghĩ lại cảm thấy đúng vậy, xem ra hắn sợ bóng sợ gió một trận rồi. Không có việc gì là được rồi, hắn tự làm tự chịu thì không trách được người khác. Nghiêu Hữu đạo hỏi lại, nếu rơi vào tay cửu thánh, hắn có chuyện gì không? Không có cách nào cứu sao? Sa Như Lai nói, ngươi nghĩ gì vậy? Cửu thánh đã để mắt đến, ngươi nói ta sao cứu được hắn? Ngươi còn muốn chùi đít giúp hắn nữa sao? Đồ hốn chướng này, Nghiêu Hữu đạo nhịn không được mắng một câu, chắp tay đang đi đi lại lại, cũng bị tức quá mức rồi, nhưng tức giận cũng vô dụng, không giải quyết được vấn đề gì, nhưng hắn dùng cái gì để giải quyết chứ? Đối mặt với cửu thánh, trước mắt hắn không có biện pháp nào cả, sau một lúc quanh quẩn một chỗ, Ngưu Hữu Đạo chợt dừng bước ở trước mặt Sa Như Lai, hỏi: "Trong thánh cảnh canh chừng thế nào?" Sa Như Lai nói: "Việc này không gấp được, phải chuẩn bị đến từng chi tiết, nếu lộ ra chút sơ hở thì không chịu nổi đâu." Ngưu Hữu Đạo thở dài, nhanh được chút nào thì hay chút đó, người thả ra tiếng gió, có lẽ cửu thánh sắp nội đấu, sẽ không có tâm tư quan tâm đến hắn. Trước mắt, ngoài biện pháp này ra, hắn cũng không nghĩ ra được cách nào khác người bị cửu thánh nhắm vào, viên cương chạy được chỗ nào chứ? ngay cả trốn cũng không trốn được. nếu trốn, sợ là phiêu miểu các sẽ sốc Mao Lư Sơn Trang lên mất. việc này Sa Như Lai cũng không nghe lời hắn, chắc chắn phải chuẩn bị kỹ càng, không thể vì một tên điên mà lộ ra gì đó được, không gánh nổi hậu quả đâu. sau khi hai người tách ra, Như hữu đạo quay về Mao Lư Sơn Trang trong phủ thành. Quản Phương nghi nhìn ra cảm xúc của hắn không đúng, rõ ràng là tâm sự nặng nề nàng tự mình thả chén trà nhỏ bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo, thử hỏi. Có phải có chuyện gì xảy ra không? Hừ hừ, Nhiêu Hữu Đạo liên tục cười lạnh, dùng sức đập lên bàn trà. Đâu chỉ xảy ra chuyện, là có chuyện lớn rồi. Tên hốn trướng hầu tử kia sắp phá thủng trời, lữ vô song, tên kia chơi luôn cả lữ vô song. Nghe xong những chuyện đó, quản phương nghi trợn tròn mắt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Vân cơ ở bên cạnh bỗng nhiên nói ra một câu, có gan, có gan, bội phục, như nhân, thật là nghiêu chương 1888, lại gây sự. Người còn bội phục, như hữu đạo nhìn chằm chằm về phía nàng. Nếu người phục thật, sao lại thấy chết không cứu, nếu không thì ngươi ra tay cứu hắn đi. Trò đùa này có chút lớn, chạy đến dưới mí mắt cửu thánh cướp thịt, vân cơ này còn chưa chán sống đến mức đó, nàng thuận miệng nói. Nếu ngươi không sợ, ta có thể thử một chút, như hữu đạo hừ một tiếng, có nhiều câu chỉ dám nói nhảm, làm gì dám cho vân cơ đi cướp người chứ, sợ là hôm sau còn phải kiếm một đống người đi cứu vân cơ ra nữa. Đây cũng là lý do vì sao Nghiêu Hiếu Đạo nổi nóng và khổ não, không muốn ngồi nhìn viên cương đi chịu chết, lại không thể làm cho nhiều người chết đi. Thật sự thế lực của cửu thánh quá to lớn, lực uy hiếp cũng mạnh, bây giờ hắn không có tư cách để đối đầu lại. Thậm chí cửu thánh còn không cần ra tay, chỉ cần nói một câu thôi, toàn bộ thế lực của hắn sẽ tan ra ngay, Kim Châu, Quang Châu gì đó, cũng không do dự quay đầu tham gia vây quét Nam Châu, cung lâm sách khống chế được tử kim động, nhưng hắn đứng ra sao? Thật ra hắn không biết từ bội phục của Vân Cơ có nghĩa khác, không phải là nói viên cương làm đúng, mà là khen hắn gan lớn. Vân Cơ và Quản Phương Nhi cũng thật là phục viên cương gan lớn, gan lớn đến mức các nàng không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Quản Phương Nhi, trước kia ghét nhất là viên cương bạo lực gia đình, nhưng hôm nay nàng mới biết cái gì gọi là bản sắc anh hùng, người ta đâu chỉ có bạo lực gia đình thôi đâu. Sắp bị thánh cảnh bắt đi, hai người đều lo cho sự an toàn của viên cương, cũng hiểu sự khó xử của nghiêu hữu đạo, cho dù có thể cứu cũng không dám cứu. Ba người đoàn hổ kia, người nhìn kỹ một chút, tránh cho tin tức đến chỗ bọn họ sẽ loạn. Nghiêu hữu đạo bỗng nhiên nói một câu, lo lắng đám người đoàn hổ sẽ mù quáng đi cứu viên cương. Có câu nói rất hay, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, đám người đoàn hổ đi theo viên cương lâu như vậy, ít nhất sẽ bị viên cương thay đổi một cách vô thức, điều này, nghiêu hữu đạo cũng cảm thấy được vì sao không phải là đám đoàn hổ ảnh hưởng đến viên cương làm huynh đệ hai đời với viên cương sao nghiêu hữu đạo không hiểu viên cương chứ đó là sự đặc biệt của hắn không ai nhiễm đen được hắn ở chung hai đời với nghiêu hữu đạo vậy mà nghiêu hữu đạo còn chẳng ảnh hưởng gì đến viên cương được như vậy thì sao đám đoàn hổ có thể ảnh hưởng viên cương là loại người gì đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng đúng chính là đúng sai chính là sai nhiều năm qua mặc kệ chuyện gì nếu như tên viên cương này đã cho rằng Nghiêu Hữu Đạo sai, vậy thì viên cương sẽ kiên quyết chống lại, đừng hòng bắt hắn đi làm chuyện mà hắn cho là sai. Cũng vì bên cạnh có một người như vậy tồn tại, nên hắn luôn kiên trì, dù đối mặt với đủ loại ân oán tình thù, thị thị phi phi, hay lợi ích dụ dỗ, Nghiêu Hữu Đạo hắn mới không đánh mất bản tâm, bởi vì bên cạnh hắn có một tấm gương sáng chiếu rọi chính mình. Ở mức độ nào đó, Nghiêu Hữu Đạo cũng bị viên cương thay đổi một cách bất giác. Ở trên người viên cương có cái gì, đời trước nhiều hiếu đạo từng đánh giá, đường đường chính chính, chết vinh quang, gọi là hạo nhiên, là khí tiết, có lẽ đó là hạo nhiên chính khí, vì vậy dù ở trong bùn cũng không hôi bùn, không gì thay đổi được, sao có thể vì một chút ý nghĩ trộm cắp ảnh hưởng chứ. Thậm chí nó còn có lực chấn nhiếp bọn đạo trích, vâng, đã biết, quản phương nghi gật nhẹ đầu, phải quan tâm đến chuyện này, đám người đoàn hổ rất có khả năng chạy ra làm loạn. Sau khi nàng rời khỏi chỗ này, đi đến giao lộ phân nhánh giữa đỉnh viện, quản phương nghi dừng chân, đổi đi về phía khác, cho đến chỗ Phùng Quản Nhi mới dừng chân lại. Phùng Quan Nhi đang ngồi trong đình suy nghĩ lung tung thấy Quan Phương Nhi đến, lập tức đứng dậy, hỏi. Hắn không sao chứ, hát Quản Phương Nhi thở dài một tiếng, bị Tấn Quốc ám sát, mặc dù Tấn Quốc không thành công, nhưng vì đó lại đắc tội người không nên đắc tội, bây giờ phiêu miểu các muốn bắt hắn, đợi đến lúc quân tần qua được sa mạc vô biên, sợ là hắn sẽ bị phiêu miểu các bắt đi. Sau này chẳng cần tấn quốc hay ai khác ra tay, sợ là hắn sẽ bị làm khó cũng sợ rằng hắn sẽ không quay về được nữa thật ra ngươi cũng hiểu mà nguyên nhân chân chính chuyện la chiếu rời khỏi tống quốc là vì không muốn thỏa hiệp với ngô công lĩnh không liên quan gì đến viên cương hết còn ngươi lần này đúng là đã hại hắn rồi đứng ở góc độ một nữ nhân ta nói một câu theo lương tâm qua lần này hắn thật sự không nợ cô cái gì nữa phùng quan nhi xoắn suýt nói vì sao có thể như vậy được các ngươi không có cách nào cứu hắn được sao Quản phương nghi hỏi lại, phiêu miểu các muốn trực tiếp ra tay, người nói chúng ta cứu thế nào? Phùng quan nhi cắn môi không nói, sắc mặt phức tạp. Vận chuyển bốn chuyến, hành động quân tần vượt qua sa mạc cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng còn phải đợi đến lúc toàn bộ người đến nơi, sa hạt mới rời khỏi biên giới sa mạc, đại quân chờ đợi, tiếp ứng người đến, người tần quốc, tề quốc nhốn nháo hết cả lên. Trong bốn chuyến vận chuyển, quân tần vượt qua sa mạc hành động cuối cùng kết thúc. Trong sự hỗn loạn, ngọc thương không thể quản lý nhiều việc khác hắn vội vàng rời khỏi đội ngũ chạy ra ngoài ở đó có nhiều người phiêu miểu các đang chờ đợi ngọc thương chạy đến chào hỏi nhạc quang minh phụ cá trưởng lệnh hoác không của phiêu miểu các tự mình đến đây viên cương thấy được mặc dù không biết người nào trong phiêu miểu các đến đây chỉ thấy được dáng vẻ cung kính của ngọc thương lúc gặp bọn họ cũng không biết là đang hỏi đáp cái gì những người bên cạnh thu lại ánh mắt sau đó nhìn xuống người viên cương có người âm thầm lắc đầu có người hơi thổn thức cũng có người chờ xem trò vui chờ một lát ngọc thương nhanh chóng quay về đi đến trước mặt viên cương hơi lúng túng nói cái kia viên huynh đệ đối mặt với loại người này trong giây lát hắn không biết nói thế nào cho phải viên cương nói chuyện nên làm thì ta đã làm tạm biệt nói xong hắn quay người rời đi cũng biết tình hình nguy hiểm nên muốn đi vào sa mạc viên huynh đệ ngọc thương quát lên đồng thời phất tay ra hiệu một chút Bạch, một đám người của Hiểu Nguyệt các lách mình ngăn cản đường đi của Viên Cương, mắt nhìn chằm chằm, không cho hắn rời đi. Viên Cương từ từ quay người lại, nói, Ngọc Thương, người muốn làm gì? Ngọc Thương cười khổ, nói, Lão Đệ, chúng ta cũng không có cách nào khác, xin hãy thứ lỗi. Lúc còn trên đường đi, nửa ngày trước hắn đã nhận được tin tức ở bên này, nói là người phiêu miểu các đến, muốn bắt Viên Cương đi, làm cho bọn họ canh chừng Viên Cương, đừng cho hắn chạy mất, cần phải thuận lợi giao Viên Cương cho phiêu miểu các bởi vì phiêu miểu các con nói bọn họ không muốn tham gia vào chiến sự nên trước lúc vận binh xong sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì mong rằng hiểu nguyệt các có thể tự giác phối hợp nói cách khác nửa ngày trước ngọc thương đã biết viên cương sắp phải đối mặt với cái gì nhưng hắn vẫn giấu đi nếu đổi góc độ khác mà nói hắn đang trơ mắt nhìn viên cương nhảy vào lưới mà hắn chính là kẻ đồng lõa người ta giúp mình mình không báo đáp thôi đi còn làm đồng lõa nhất là đối với loại người này suốt dọc đường đi Ngọc Thương đều cảm thấy xấu hổ, có cảm giác hổ thẹn phát ra từ tận đáy lòng. Hắn quay người giơ tay chỉ vào đám người phiêu miểu các, nói: đó là phó sứ trưởng lệnh phiêu miểu các, nhạc Quang Minh Tiên sinh đến đây, xin ngươi đi qua một chuyến. Viên Cương nói: không đi thì sao? Ngọc Thương thở dài: lão đệ, ngươi cũng đừng làm chúng ta khó xử nữa. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi cũng đừng làm liên lụy đến chúng ta chứ. Bọn ta cũng không muốn như vậy cũng không muốn qua cầu rút ván ngay trước mắt bao nhiêu người thế kia, như vậy thì không tốt với ngươi, chúng ta cũng xấu hổ, trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa. Chương 1889, ta để cho ngươi làm càn. Một, đúng vậy, ngươi đừng làm bọn ta khó xử, chỉ cần hôm nay ngươi không làm khó chúng ta, ngay trước mặt huynh đệ Hiểu Nguyệt Các, Ngọc Thương ta xin thề, tương lai sau này, trên dưới Hiểu Nguyệt Các có làm ai khó xử cũng tuyệt đối không làm viên huynh đệ ngươi khó xử, ta thề với trời. Các thành viên Hiểu Nguyệt Các xung quanh khẽ gật đầu vẻ đồng ý. Viên cương nói, tiểu nhân, ngươi mà cũng xứng để thề. Ha ha, Ngọc Thương chỉ biết lắc đầu cười khổ, nếu như người bình thường khác nói câu này trước mặt hắn, có lẽ hắn đã trở mặt rồi, nhưng gặp phải người trước mắt này thì chỉ có thể cười gượng. Được, ta là tiểu nhân, trong mắt lão đệ ngươi, ta chính là một tên tiểu nhân, ta là tiểu nhân còn không được sao. Nhưng ngươi cũng biết rồi đấy, ngươi không chạy thoát được, mà cho dù chạy được thì thế nào, người như viên huynh đệ, sao lại làm cho những người khác bị liên lụy được chứ? Người đã đồng ý giúp Phùng Quan Nhi, vậy thì đừng làm La Chiếu phải liên lụy vào. Mời đi cho, hắn chắp tay mời. Trước đó, Viên Cương nói là nhận sự nhờ vả của Phùng Quan Nhi đến giúp đỡ, trong lòng hắn còn nghi ngờ nhiều thứ, không tin rằng một lời nhờ vả có thể làm cho Viên Cương chịu nhảy vào nơi nguy hiểm thế này. Nhưng bây giờ hắn tin, tin 100% là chỉ được người ta nhờ vả. Viên cương từ từ nghiêng đầu nhìn về phía la chiếu cách nơi này không được xem là quá xa, mà La Chiếu cũng đang nhìn hắn. Quay đầu tránh đi ánh mắt của La Chiếu, viên cương đi thẳng đến chỗ Ngọc Thương, hắn đưa tay ra, trực tiếp đẩy Ngọc Thương ra một bên, sau đó làm như không thấy hắn, viên cương đi thẳng về phía đám người phiêu miều các. Đối với sự vô lễ của người này, Ngọc Thương thở dài, đã quen rồi, cũng không phản ứng gì nữa, quay đầu đi theo viên cương. Nhìn hắn từ mặt đỏ thấm đi đến, nhạc quang minh nhìn trên nhìn dưới nhiều lần, có chút tò mò, tên này suýt chút nữa dùng một đao chém hoa mỹ như ngay trước mặt lữ vô song sao còn ép lữ vô song ra tay mới cứu được một mạng của hoa mỹ như viên cương đi đến đứng ở trước mặt hắn lạnh nhạt nói đi thôi nhà quang minh hơi nghiêng đầu nói dẫn đi lập tức có hai người bước lên đứng hai bên túm lấy cánh tay của viên cương muốn áp giải đi viên cương nhìn hai bên bỗng nhiên hai tay nắm thành quyền đánh ra hai bên hai tiếng bịch rõ to sức mạnh hung mãnh hai người bên cạnh trở tay không kịp bị đánh thẳng vào bụng cả người bay ra ngoài phun máu rơi xuống đất vừa hành động xong đám người phiêu miểu các xung quanh đều kinh hãi lập tức đề phòng nhìn chằm chằm viên cương nhà quang minh cũng không ngờ rằng vị này dám chống lệnh quát lên to gan mấy người ngọc thương cũng giật nảy mình trong lòng điên cuồng hò hét tên điên đúng thật là tên điên tên điên này lại đến lại gây sự dám đánh người phiêu miểu các trước mặt bao nhiêu người như vậy cả đám người tiếp tục bị kinh sợ cũng xem như phục hắn luôn, sau ngày hôm nay, nếu còn cơ hội gặp lại, bọn họ phải tránh xa tên điên có một không hai này mới được. Đánh người phiêu miểu các, đám người ngọc thương cũng không thể không phản ứng gì được, bọn họ đều bày ra tư thế vây công. Viên cương lạnh nhạt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn chầm chầm về phía nhà quang minh, nói. Ta đã nói là sẽ đi với các ngươi thì tất nhiên sẽ đi với các ngươi. ta không làm sai gì hết, ta cũng không phải phạm nhân, ai dám động tay động chân. Viên mỗ liều chết với hắn. Viên cương vươn tay, rút tam hống đao ra, cầm ngang ở trong tay. Ngọc thương im lặng, thì ra là vì việc này, tên này đúng là trong mắt không thể chứa được một hạt cát, nói cách khác, hắn không có chút tình cảm tốt đẹp gì với phiêu miểu các. Khuôn mặt của nhà quang minh căng thẳng, người có thể dùng một đao chém chết tu sĩ kim đan đỉnh phong, còn suýt chút nữa chém luôn hoa mỹ như, làm cho lữ vô song phải ra tay ngăn lại, hắn không thể không ước lượng xem sau khi ra tay thì tình huống sẽ thế nào. Mặt khác, nếu như hắn ra tay, tên này sẽ thả chết chứ không đi theo nữa, hắn quay về không thể bàn giao được, người này là do cửu thánh muốn dẫn về, nếu không người phụ tá trưởng lệnh tỏa trấn nhân gian như hắn đã không phải tự mình ra tay rồi. Sau khi ánh mắt lóe lên, nhà quang minh phất tay cho những người xung quanh bỏ vũ khí xuống, nhìn chằm chằm viên cương, lạnh lùng nói. Vậy thì đi thôi, tốt nhất là người thành thật một chút, nhìn thấy người phiêu miểu các buông vũ khí xuống, Ngọc Thương cũng ra hiệu phía người bên mình bỏ vũ khí xuống. Cuối cùng, Viên cương dương đao trong tay lên, cắm trở lại sau lưng, nhà quang minh xoay người, hắn đi theo nhà quang minh đi. Hai người phiêu miểu các bị thương cũng đứng lên, đứng qua hai bên áp bách viên cương vào chính giữa. Khoan đã, bỗng nhiên giọng nói của La Chiếu vang lên, đám người ngọc thương quay đầu lại, mấy người nhà quang minh cũng nhìn về, ngay cả viên cương cũng nhìn về phía hắn. Lông mày nhà quang minh đã nhướng lên, hắn phát hiện gió hôm nay có độc, cả đám này cũng dám hô to gọi nhỏ với phiêu miểu các, chẳng lẽ nghĩ phiêu miểu các bị quy củ hạn chế nên không thể từ tiện động vào tướng lĩnh chỉ huy tác chiến à đám người ngọc thương cảm thấy căng thẳng ngọc thương là người đầu tiên ra tay ngăn la chiếu lại trầm giọng nói ngươi làm gì quay về la chiếu dừng bước cách một người ngăn cản bỗng nhiên nói to với viên cương ta mặc kệ giữa các ngươi có chuyện gì xảy ra nhưng ta chỉ muốn nói có lẽ ngươi không phải người như vậy nếu như ngươi còn có cơ hội thấy nàng hãy nói cho nàng biết nàng không nợ ta cái gì cả từ nay về sau, cầu về cầu, đường về đường, không liên quan gì đến nhau. Viên Cương trầm mặc, hiểu lời nói của đối phương có ý gì, biết nàng kia là ai, nhưng hắn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó quay người rời đi. Mấy phi cầm tỏa kỵ lướt đến, đám người phiêu miểu các lách mình nhảy lên, Viên Cương cũng nhảy lên, cứng ngắc đạp chân xuống, suýt chút nữa mất cân bằng, nhà Quang Minh đứng trên phi cầm tỏa kỵ khác quay đầu lại nhìn. Bên cạnh có người thấp giọng hỏi hắn, "Hắn đánh người của chúng ta bị thương." Cứ để yên như thế sao?" Nhạc Quang Minh nói, dẫn người về trước rồi nói sau, "Sáu con phi cầm tòa kỵ này là do Nhạc Quang Minh tự mình đưa đến, chỉ vì đưa mình viên cương trở về, có thể thấy hành động này được xem trọng đến mức nào." Đưa mắt nhìn chấm đen trên không trung bay xa, Ngọc Thương thở dài một tiếng. "Người này có cái tính cách đó, vậy mà có thể sống đến bây giờ được, đúng là hiếm thấy." Đây chính là thánh cảnh mà đạo gia đã đi qua sao? Xuyên qua gợn sóng đại trận, viên cương nhìn bốn phía, nhìn cẩm tú biển mây dưới chân. Đám người nhà quang minh không đi đến thiên đô phong, mà trực tiếp dẫn người vào thánh cảnh. Người vừa vào thánh cảnh, lập tức trưng dụng phi cầm của thủ khuyết Sơn Trang, dẫn theo viên cương đi thẳng đến Vấn Thiên Thành. Trên quảng trường Vấn Thiên Thành, một đám tu sĩ đứng gần một chỗ, thấy mấy phi cầm tỏa kỵ từ trên trời bay xuống, trưởng lão toàn thái phong của lăng tiêu các ngạc nhiên nói. Ta nhìn nhầm sao, sao hắn lại đến đây? Mọi người quay đầu lại nhìn, trưởng lão nghiêm lập của tử kim động cũng ngạc nhiên nói viên cương sao hắn lại đến đây nghiêm lập và toàn thái phong đều biết viên cương sao vậy trưởng lão thái thúc sơn hải của khí vân tông hỏi lại toàn thái phong nói người mặt đỏ thấm kia là viên cương thuộc hạ tâm phúc của ngưu hữu đạo thái thúc sơn hải hơi giật mình có nghe nói hình như hắn không phải là tu sĩ sao lại đến đây mọi người nghe vậy thì nghi ngờ toàn thái phong nói đi đến xem một chút hắn dẫn đầu người của tám phái đi đến. Nhạc Quang Minh nhìn thấy đám người này cản đường, có chút đau đầu, bây giờ đám người này rất phách lối, nhất là đám cặn bã này thường xuyên kiếm chuyện trong thánh cảnh, hắn thật sự không muốn trêu chọc thêm nhiều chuyện nữa. Nhưng bị chặn lại, tránh cũng không thể tránh, hai bên rằng co với nhau. chương 1890, ta để cho ngươi làm càn. Hai, nghiêm lập kỳ lạ nói, viên cương, sao ngươi đến đây? Hắn đã xui xẻo quá rồi, giúp thăm chúng nên phải đến, không ngờ ở đây còn gặp được viên cương viên cương chẳng thấy người này tốt đẹp gì nên không quan tâm lúc này toàn thái phong mới hỏi nhạc quang minh nhạc hữu sứ có chuyện gì vậy còn có một tả sứ ở đại nguyên thánh địa một người tỏa trấn nhân gian một người tỏa trấn thánh cảnh đều là phụ tá của hoắc không nếu hoắc không không ở đây thì có thể giúp hắn canh chừng một tay nhạc quang minh không muốn dây dưa với đám người này đây không phải là chuyện các ngươi nên hỏi toàn thái phong lập tức bất mãn nói nhạc hữu sứ chúng ta là người đốc cha nơi này, đều là chức trách, mong rằng ngươi phối hợp. Nhạc Quang Minh nói, không thể nói ra được, hắn là người Thánh Tôn muốn tìm, nếu các người muốn biết cái gì, có thể trực tiếp đưa tin hỏi Thánh Tôn. Nghe được là ý của cửu Thánh, mọi người đều rất ngạc nhiên, cửu Thánh đưa viên cương đến đây làm gì. Bọn họ nhanh chóng nhường đường, không ngăn lại hỏi nữa. Nhưng vừa lướt qua đám người, đã có mấy phi cầm tòa kỵ từ trên trời bay xuống, một đám người bước đến, vừa vặn chặn đường đám người nhạc quang minh người đi đầu không phải ai khác chính là hoa mỹ như viên cương nhìn chằm chằm nàng mà hoa mỹ như cũng cười như không cười nhìn hắn trong nụ cười ẩn chưa hận ý khắc cốt ghi tâm có thể nói là kẻ địch gặp nhau nhà quang minh là người của đại nguyên thánh địa chỉ cần làm việc theo quy tắc cũng sẽ quan tâm đến người vô song thánh địa hắn trầm giọng nói hoa mỹ như người muốn làm gì hoa mỹ như nói ta nghe theo pháp chỉ của vô song thánh tôn đưa hắn đến vô song thánh địa nàng vươn tay túm viên cương Nhà quang minh căng mặt nói, ta không thể làm chủ được việc này. Hắn nghiêng đầu ra hiệu, lập tức có người sau lưng lách mình rời đi, đi mời người có thể làm chủ đến. Hoa Mỹ như bình tĩnh đứng chờ. Chờ một lúc, trường lệnh hoác không của phiêu miểu các xuất hiện, hắn từ trên trời bay xuống, dùng ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người, sau đó đi đến trước mặt viên cương, cuối cùng nhìn vào Hoa Mỹ như. Tốt nhất là đừng gây chuyện ở đây, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Hoa Mỹ như nói, thế nào? phiêu miểu các lớn hơn cả cửu thánh rồi sao? Ngay cả vô song thánh tôn muốn người mà cũng trở thành gây chuyện. Hoặc không, đừng quên quy củ của phiêu miểu các. hoặc không nói, đừng ở đây nói bậy, người này đưa cho ngươi không thích hợp, người có thủ với hắn, mọi người ai cũng biết, nếu đưa người cho ngươi, nếu như hắn xảy ra chuyện thì sao có thể bàn giao với bên kia. Người của tám môn phái nhìn nhau, viên cương có thủ với nữ nhân này. Trận chiến này xảy ra lúc nào vậy? Hoa Mỹ như nói, ngươi yên tâm, không chết người được, ta sẽ làm theo quy củ, dù có xảy ra chuyện cũng không liên quan gì đến ngươi, tự có người trên cao gánh cho, hoặc không, chẳng lẽ ngươi nghĩ phiêu miểu các trở thành độc nhất vô nhị ở đại nguyên thánh cảnh sao? Hoặc không nói, phiêu miểu các chưa thẩm vấn người này, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện, nếu không ngươi cũng chẳng ăn nói được với những thánh tôn khác đâu, nếu như bên trên muốn truy cứu trách nhiệm kẻ phá hư quy định, vô song thánh tôn cũng chưa chắc giữ được ngươi. Hắn nói xong thì nghiêng đầu ra hiệu, đưa người cho nàng, không có đưa hay không, vốn dĩ không ai khống chế viên cương cả, nhà quang minh hất tay lên, để cho người xung quanh lui ra, viên cương lẻ loi đứng ở chỗ kia. Hoa Mỹ như cười lạnh với hắn, nói, dẫn đi, viên cương đưa tay lên, tam hống đào bay đến tay, làm cho người vô song thánh địa không dám đến gần, bọn họ đã nghe được uy lực của tên này khi xuất đao. Hoa Mỹ như tức giận nói, to gan, nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể dương oai, còn không buông đao chịu chói. Viên cương nói, muốn công báo tư thì, hãy hỏi thanh đao trong tay ta có đồng ý không đã người dám chịu một đao của ta nữa không nói đùa gì thế hắn không ngốc biết rõ đối phương muốn dùng việc công báo việc tư sao có thể chủ động khoanh tay chịu tôi được chịu một đao nữa người của tám môn phái nhìn nhau nói như vậy trước đó đã đánh nhau rồi mà làm cho người ta ngạc nhiên là viên cương dám rút đao ở chỗ này ánh mắt của hoác không cũng nhìn chằm chằm viên cương hoa mỹ như nghiêng đầu nhìn về phía hoác không nói Ngươi là trưởng lệnh phiêu miểu các, cứ để cho người ta dương oai ở vấn thiên thành như vậy sao? Hoác không bình tĩnh nói, đã giao người cho ngươi, vậy thì không liên quan gì đến ta nữa, ta chờ ngươi giao người về rồi nói sau, nếu chưa giao, ta sẽ tính sổ với ngươi theo quy định của phiêu miểu các, còn về ân oán cá nhân giữa hai bên, không liên quan gì đến phiêu miểu các hết. Hoa Mỹ như nghiến răng nghiến lợi, đối phương muốn nhìn trò cười của nàng, Hoa Mỹ như bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía viên cương, quát lên. Thả đao xuống. Siêu, viên cương đã xông ra, nâng đao chém thẳng vào hoa mỹ như, người phía sau giật mình, nhưng nhìn thấy uy lực công kích của đối phương, đều vô thức lách mình lùi về sau. Một băng gấm bên cạnh nhanh chóng phóng đến, ngăn trước bụng hắn, thuận thế cuốn eo viên cương, kéo hắn lại. Viên cương đã phát lực xông lên, cho dù có tu sĩ thi pháp kéo lại cũng khó khăn, hai chân hắn vẫn trượt trên mặt đất. Mọi người đều thất kinh, man lực thật lớn, người khác dùng pháp nhãn đều nhìn ra viên cương không có chút pháp lực nào. Có người kéo lại, tốc độ này hoàn toàn không thể đuổi kịp hoa mỹ như viên cương thuận thế nhảy về dùng đao chém kẻ đang kéo lại nhưng lại có một băng gấm phóng đến cuốn cổ tay hắn lại người viên cương còn chưa đổ xuống đã bị cưỡng ép kéo lại người trên không trung thấy vậy lập tức phóng thêm băng gấm ra quấn cổ tay và cổ chân của viên cương lại trực tiếp treo hắn giữa không trung a à, viên cương ngửa mặt lên trời gào thét trên mặt tràn đầy sự không cam lòng ra sức giấy ruộng làm cho sáu người đang thi pháp cầm băng gấm kia lắc lư không ổn định được đám người càng thêm kinh hãi ánh mắt của hóc không cũng lóe lên không ngừng hắn thầm giật mình trên đời này có người có sức lực khổng lồ đến vậy sao nhưng thấy sáu người trên không chạm ánh mắt vào nhau đồng thời ra lực trực tiếp tung viên cương lên cao sau đó kéo thẳng xuống đất ầm viên cương đập ầm ầm lên mặt đất khói bụi bay lên bốn phía đá trên mặt đất bay loạn cứng rắn đập thành một cái hố sáu người kia tiếp tục lôi kéo băng gấm ném viên cương lên cao chỉ thấy sáu băng gấm kia liên tục múa may nhanh chóng chói cơ thể viên cương lại. Sáu người thu tay, bùm, viên cương bị đập xuống đất, nhưng trên tay vẫn liều mạng nắm chặt tam hống đao, nhe răng trợn mắt, hình như có ý muốn liều mạng, nhưng không thể nào thoát khỏi sự chói buộc của nhiều ngọc tầm phi lưu như thế. Một bóng người bay đến, hoa Mỹ như đá một chân ra, bùm. Viên cương bị đá bay ra hơn 10 trượng, ừ, hoa Mỹ như ngẩng đầu ra hiệu một chút, lập tức có hai người bước ra, sách viên cương đang bị trói lên hoa mỹ như lắc mình đến trước mặt viên cương lộ ra nụ cười lạnh bỗng nhiên đánh một trưởng lên bụng viên cương cạch một tiếng một ngạt vang vọng trên mặt viên cương hiện lên sự đau khổ ta để cho ngươi làm càn hoa mỹ như cười lạnh một tiếng lại đánh thêm một trưởng nữa vào bụng viên cương đánh liên tục hai trưởng phát hiện đối phương có thể chịu đòn hoa mỹ như âm thầm kinh hãi lửa giận trong lòng ngày càng lớn nàng liên tục đánh ra trước đó còn sợ đánh chết thì không dễ ăn nói bây giờ phát hiện đối phương có khả năng chịu đòn, lập tức không khách khí chút nào. Một trường nổ kinh phong bốn phía, làm cho hai kẻ đang giữ chặt viên cương cũng lảo đảo cả người. Thấy viên cương hầm hầm trường lớn hai mắt, còn đang chống cự, hoa mỹ như bước lên trước, tiếp tục đánh một trường ra, liên tiếp một trường lại một trường, trong tiếng liên kích cạch cạch, đánh cho quai hàm viên cương phồng lên. Cảnh này làm cho người tám môn phái khác đều run rẩy không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng liên lụy đến thánh tôn nên không đến lượt bọn họ nhúng tay vào chương 1891, trói về. Phốc, viên cương chịu mười mấy trưởng rồi nên không chịu nổi nữa, bỗng nhiên hắn phun ra máu tươi, hình như cố ý phun thẳng vào mặt hoa Mỹ như. Số lượng lớn máu tươi bắn đến trước mặt hoa Mỹ như thì dừng lại, bị hoa Mỹ như thi pháp ngăn cản. Chỉ thấy hoa Mỹ như vùng tay áo quét ngang, máu tươi đang lơ lửng bay ra ngoài, văng đầy mặt đất. Hoa Mỹ như trở tay đánh ra một cái cái tát, phách. Tiếng vang thanh thúy vang dội một cái tát này, hai tay liên tục đánh ra, tiếng kêu đùng đùng vang lên, hận ý ngập đầy trong nàng được phát tiết một cách thống khoái. Nỗi hận của nàng, không chỉ là không thể chịu nổi một đau kia, vốn dĩ một đau kia không hề công bằng, cũng không biết mình uống nhầm thuốc gì, vậy mà đứng yên tại chỗ cho hắn chém. Nàng càng hận hơn là, trước lúc đó vì kiêng kỵ, nên không dám ứng chiến mà nên thấy được ánh mắt kia của sư phụ, ánh mắt đó của sư phụ có ý vị thâm trường, mình đã bị sư phụ xem thường, đều là do tên mặt đỏ thấm trước mắt này làm hại nàng hận không thể đánh nát gương mặt này ra nhìn thấy hoa mỹ như thất thố như vậy thậm chí không có chút hình tượng nào đôi lông mày của hoắc không nhíu lại sau đó nhìn chằm chằm vào viên cương đang bị điên cuồng đánh không thể chống trả kia từ lúc bắt đầu tu hành đến bây giờ hắn chưa thấy được người nào xương cứng thế này không phải là tu sĩ bên ngoài hơn nữa còn chỉ là một tên phàm phu tục tử còn vấn đề người này bị lăng nhục còn được tính là phàm nhân nữa không ngay cả hắn cũng không biết rõ được không cần phải nói nếu hắn đứng ở kia cũng không chịu đựng nổi hoa mỹ như đánh đập nhưng viên cương đã cứng rắn chịu đựng bao nhiêu trưởng của hoa mỹ như rồi hay là nói là hoa mỹ như giữ lại bao nhiêu sức lực chứ đã bị trói thành cái bánh trưng nhưng cánh tay lộ ra ngoài vẫn nắm chặt thanh đao giận dữ đến run cả người cổ vẫn bị ghim chặt vào giống như muốn gầm thét nhưng chỉ có thể ô ô kêu không hét lên thành lời hắn có thể cảm nhận được sự không cam lòng và bất khuất của đối phương giống như nếu không bị trói thì đã đồng quy vô tận với đối phương rồi nhưng không cam lòng và bất khuất thì có ích gì chứ xương cốt có cứng đến mấy đến chỗ này còn không chịu thức thời chính là tự làm tự chịu mà thôi nhưng dù sao hắn cũng là một người nam nhân trơ mắt nhìn một người nam nhân khác bị nữ nhân tát trước mặt bao người như thế cũng không nhìn nổi nữa hắn lắc mình đến gần lạnh nhạt nói hoa mỹ như đủ rồi hoa mỹ như tạm thời dừng tay quay người đối mặt cười lạnh nói không phải là ngươi nói ân oán cá nhân của ta không liên quan gì đến ngươi sao sao vậy bây giờ lại muốn nhúng tay vào nói xong nàng vung tay lên đánh một cái tát hung ác vào mặt viên cương cho đối phương nhìn thấy khoác không bị nàng kích động trong người nổi lên lửa giận nhíu mày nói ta không hứng thú gì với ân oán cá nhân của ngươi nhưng chỗ này là vấn thiên thành của phiêu miểu các không phải là nhà ngươi ngươi cứ muốn dây dưa chỗ này vậy sao ta nói lần cuối cùng cho ngươi biết như vậy là đủ rồi người dẫn người đi, chỉ cần ngươi gánh nổi trách nhiệm, người muốn làm gì cũng được, còn bây giờ. Không được ở đây, làm loạn, ở đây, sắc mặt hoa mỹ như giận dữ, bước lên trước một bước. Hoặc không trầm giọng nói, nếu ngươi muốn thử quy định của phiêu miểu các, ta sẽ giúp ngươi. Hắn nhấc tay, phát ra tín hiệu, lập tức có tiếng rít nổi lên bốn phía, rất nhanh, bóng người lóe lên khắp nơi trong vấn thiên thành, rất nhiều người phiêu miểu các nghe được báo động chạy đến, trực tiếp bao vây đám người hoa mỹ như lại. Trong đó còn có một phần người của Vô Song Thánh Địa, nhưng dù bọn họ là người một nhà đi nữa, thế đơn lực bạc. Hoa Mỹ như nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ vào Hoắc không nói. "Ngươi đợi đó cho ta." Hoắc không cau mày nói, "Cho ngươi mặt mũi mà ngươi còn không cần, nói loại lời hung ác này thì có nghĩa gì? Ngươi làm gì được ta sao?" Bây giờ, "Cút." Khuôn mặt Hoa Mỹ như tức giận đến mức hết đỏ lại trắng, nhưng nhìn tình hình xung quanh, cuối cùng chỉ có thể oán hận nói một chữ. "Đi." mấy phi cầm tòa kỵ bay đến một đám người bay lên trên cứ như vậy hoa mỹ như có thể nói là ôm hận rời đi những người phía sau cũng tan ra người đốc cha của tám đại môn phái cũng thổn thức lắc đầu viên cương không cam lòng như vậy chẳng phải là đang tự làm khổ mình sao ta thấy nghiêu huynh không ở đây mao lư sơn trang cũng chỉ còn một tấc vuông thôi toàn thái phong thở dài một hơi với hắn mà nói nghiêu Hiếu đạo là một nhân vật lớn nhưng đã chết đến mức không thể chết hơn nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy hắn chết như vậy thật đáng tiếc nghiêm lập hừ một tiếng không phải không là cam lòng mà là ngu xuẩn vốn dĩ hắn còn muốn tìm viên cương hỏi tình hình từ kim động bên ngoài thế nào rồi ai ngờ còn chưa nói được câu nào đã có chuyện như vậy xảy ra mà những người xung quanh cũng có cảm giác thế này ai cũng cảm thấy hành vi của viên cương cực kỳ ngu xuẩn là mãng phu không biết nặng nhẹ mặc dù bọn họ biết mình đi vào thánh cảnh rồi thì sớm hay muộn gì cũng đi đến bước đó có lẽ biết mình bị lợi dụng xong thì chỉ có một con đường chết, nhưng bọn họ vẫn cho rằng mình có được giãn được như vậy mới là cách đúng, còn phương pháp liều mạng phản kháng như viên cương khác với mọi người, nên bọn họ mới cho rằng viên cương ngu xuẩn. Hoặc không chắp tay rời đi, trên đường, nhà quang minh đi theo phía sau bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Tiên sinh, hoặc không quay đầu, lại thấy có mấy con phi cầm tòa kỹ bay xuống, người đứng đầu là trưởng lão hắc thạch của thiên ma thánh địa, không nhịn được quay đầu nhìn chằm chằm, không biết vì sao vị này lại chạy đến đây. Hắc Thạch nhanh chóng nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn, trực tiếp nói rõ. Phụng mệnh theo pháp chỉ của thiên ma thánh tôn, đến đây đòi người, hoắc không, người giao viên cương kia cho ta. Ánh mắt hoắc không lóe lên, thiên ma thánh tôn cần đưa viên cương đến thiên ma thánh địa sao? Hắc Thạch nói, đúng vậy, người có ý kiến gì sao? hoắc không nói, chỉ cần làm theo quy củ, ta sẽ không có ý kiến. Nhưng các người đã chậm một bước rồi, người đã bị đưa đi. Hắc Thạch trầm giọng nói, đưa đi, ai đưa đi rồi, hoặc không nói, là Hoa Mỹ Như, theo pháp chỉ của Vô Song Thánh Tôn, vừa mới đưa người đi xong. Hắc Thạch hơi ngạc nhiên, hình như không tin tưởng, hắn quay đầu nói: "Đi hỏi một chút." Lập tức có người lách mình rời đi, bọn họ đi tìm người Thiên Ma Thánh Địa ở đây nghe ngóng tin tức. Một lát sau, người kia quay về, nói thầm bên tai Hắc Thạch. Khuôn mặt Hắc Thạch trầm xuống, không nói thêm gì, quay đầu gào to một tiếng: "Đi, đến vội vàng, đi cũng vội." mấy người cứ vậy mà bay lên không trung. Nhạc Quang Minh nói, tiên sinh, nếu cứ làm như vậy, phiêu miểu các chúng ta sẽ khó mà làm việc được. Hoặc không nói, đừng nói lung tung, phiêu miểu các vốn là nơi giúp cửu thánh quản lý mọi chuyện. Người vừa đưa đến, Hoa Mỹ như đã chạy đến đưa đi. Hoa Mỹ như có thủ với viên cương, nàng ta vội vàng chạy đến bắt người còn hiểu được, ngay cả hắc thạch này cũng vội vàng chạy đến cướp người là sao chứ. Thật sự không biết rằng, Lữ vô song đã tính trước lúc nào tần quốc vận binh xong thì vội vã chạy đến sách người còn nói đi qua, có thể hắc thạch này cũng gấp vội vàng chạy tới sách người lại là cái gì ý tứ. Thật tình không biết, lữ vô song đã sớm dự định tại tần quốc vận binh sau khi kết thúc thì dẫn viên cương đi, ai ngờ rằng ô thường bỗng nhiên nói với mọi người, rằng muốn tra hỏi viên cương xem có chuyện gì xảy ra, mà tất cả mọi người lại không có ý kiến gì với chuyện này, đều muốn biết rõ, nên mới ra lệnh cho phiêu miểu các chấp hành. Kể từ đó, Lữ Vô Song cảm thấy không tốt nếu như can thiệp vào việc của Phiêu Miểu Các, nhưng nàng lại có cảm giác không đúng, nghi ngờ Ô thường có ý khác, chẳng lẽ nàng ta cũng biết bí mật của hạt hoàng. Vì thế nên Lữ Vô Song mới sai người ra tay trước, chạy đến đưa người đi đầu tiên. Chương 1892, thà chết chứ không chịu khuất phục một. Những chuyện phía sau, hoặc không cũng không biết, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, cảm giác phiên cương này không đơn giản như thế, nhưng bên phía Đại Nguyên Thánh Địa lại không có phản ứng gì. Suy nghĩ một lát, hắn càng cảm thấy không đúng, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ quay về, chuẩn bị báo tình hình này cho đại nguyên thánh địa. Vô song thánh địa, núi sông đẹp như tranh vẽ, lầu các tô điểm ở giữa, nhìn qua như tiên cảnh. Mấy con phi cầm tòa kỵ bay xuống chủ phong giống như ảo mộng, viên cương bị trói như bánh trưng được đưa vào trong quỳnh lâu ngọc vũ. Viên cương bị ném xuống đất như con thú bị nhốt, hắn ô ô dãy dụa khỏi trói buộc. Chờ một lát sau, lữ vô song mặc y phục trắng noán, nhẹ nhàng khoan khoái chậm rãi đi đến, thấy viên cương bị quấn chặt ném trên mặt đất, xung quanh còn dính vết máu của hắn. Thấy người vẫn đang cố gắng dãy dụa, Lữ Vô Song hỏi. Chuyện gì xảy ra, Hoa Mỹ như chắp tay nói. Sư Tôn, cậu tặc kia dám chống lại pháp chỉ của Sư Tôn ở Vấn Tiên Thành, không nói lời nào đã ra tay với đệ tử, đệ tử không có cánh nào nên đành bắt người này lại. Lữ Vô Song nói, cứ rêu rao trói một đường đến đây sao? Hoa Mỹ như nói, Sư Tôn, mặc dù hơi trướng tai gai mắt, nhưng ngài không biết đâu, người này rất cổ quái. Ở trên đường đi chúng ta thấy hắn không ngừng giấy ruộng, nên thi pháp phong bế huyệt vị của hắn, nhưng pháp lực lại không có tác dụng gì, đệ tử chưa nghe đến loại chuyện này bao giờ, là lần đầu nhìn thấy. Hắn liều mạng phản kháng như vậy, cả người đều là man lực, đệ tử không có cách nào, đánh phải trói hắn lại đưa về. Lữ vô song kinh ngạc, nói, có chuyện như vậy sao? Hình như nàng không tin, chậm rãi đi đến trước mặt viên cương đang giấy ruộng từ trên cao nhìn xuống, thử bấm tay bắn mấy chỉ pháp lực ra. Vài tiếng nổ nhỏ vang lên, viên cương đang dẫy ruộng lập tức buông lỏng thân thể, không nhúc nhích, cũng không dẫy ruộng nữa. Hoa Mỹ như ngạc nhiên, phong cấm được rồi. Lữ vô song nhìn thấy phản ứng của nàng, lại xoay người cúi người xuống, tự mình dùng bàn tay nhấn xuống người viên cương đang bị trói. Thi pháp điều tra, nàng phát hiện tất cả huyệt vị trên người viên cương đã bị phong bế, gân mạch bị khống chế, không thể động đậy được. Xác nhận chính xác xong, lữ vô song đứng thẳng người dậy dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hoa mỹ như hoa mỹ như đọc hiểu ánh mắt đó sư phụ đang nghi ngờ mình cố ý ngược đãi người sao sao có thể phong bế được hoa mỹ như không thể tin nổi lúc đi trên đường nàng đã dùng mọi cách cũng không phong lại được hoa mỹ như cũng ngồi xổm xuống vươn tay ấn lên người viên cương để thi pháp điều tra kiểm tra xong tình hình nàng nghẹn họng một lúc đúng là bị phong bế thật lại tra xét thêm mấy lần nữa mới lưu luyến không rời đưa tay ra khỏi người viên cương chắp tay đứng lên nói. Pháp lực của sư tôn thật tinh diệu, đệ tử còn lâu mới sánh được. Lữ vô song lạnh nhạt nói, ta chỉ dùng cách phong bế huyệt vị bình thường, không khoa trương như ngươi nói. Cái này, hoa mỹ như lập tức gấp đến mức mặt đỏ tới mang tai, cuống quyết giải thích. Sư tôn, đệ tử không hề nói láo, đệ tử không dám lừa gạt ngài, sư tôn không tin có thể hỏi những người khác. Được rồi, Lữ vô song không muốn rông dài với chuyện này, phất tay ra hiệu. Mở trói cho người này, như vậy thì ta không tra hỏi được. Vâng, hoa mỹ như nghẹn đến hoảng, nhưng nàng ta không dám cãi cọ nhiều, chỉ có thể thành thật lĩnh mệnh, ra hiệu cho đám người đi lên cởi trói. Một đám người lập tức bước lên, tự mình thi pháp giúp thiên tầm phi lưu ra. Từng lớp dây lụa như nước chảy mây trôi bay về tay áo của chủ nhân, viên cương thoát khỏi trói buộc lẳng lặng nằm trên mặt đất. Có mấy lời không thể cho những người khác nghe được, Lữ Vô Song nói với những người khác. Các ngươi đều lui ra đi, đợi đến lúc những người khác lui xuống, lữ vô song nhìn chằm chằm viên cương nằm trên đất nói không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh đến vậy nhỉ viên cương nằm im không rên một lời lữ vô song nói không điểm á huyệt của ngươi không cần giả vờ câm điếc nàng đưa tay ra hiệu nhấc người lên hoa mỹ như tuân mệnh túm bả vai viên cương trực tiếp lôi người dậy nhưng ngại thân hình viên cương quá cao nên nhấc chân đá vào đầu gối hắn muốn bắt hắn quỳ xuống trước mặt lữ vô song ai ngờ trong mắt viên cương hiện lên ánh sáng lạnh bỗng nhiên hít sâu một hơi bộ ngực nổi lên, trong cơ thể phát ra tiếng vang trầm đục. Lữ vô song kinh ngạc, nhìn ra những huyệt vị phát ra tiếng trầm đục là những huyệt vị bị phong bế. Nàng kinh ngạc, cổ tay của Hoa Mỹ như đã đau nhức kịch liệt như bị nứt ra, bàn tay ấn trên vai viên cương đã bị hắn túm chặt. Cho dù là dùng cách phong cấm pháp lực của tu sĩ, hay là dùng cách phong bế huyệt vị của phàm nhân, đối với nhục thân của viên cương mà nói, tất cả đều vô dụng. Hắn muốn bị phong bế, như vậy mới bị phong bế lại, còn nếu Viên Cương không muốn bị khống chế, phương pháp phong bế huyết vị này không có hiệu quả gì với hắn cả. Cho dù đã bị phong bế, nếu hắn muốn phá giải, huyết khí trong cơ thể hắn cũng có thể dùng phương thức siêu việt phá tan phong cấm. Không ai nói cho Viên Cương biết nguyên nhân là gì, cũng không ai nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra, vì vậy chính Viên Cương cũng không biết được đáp án. Hoa Mỹ như giật nảy cả mình, còn không có kịp phản ứng, đã bị một lực kéo to lớn kéo lật người, nàng thoáng nhìn thấy khuôn mặt nổi giận của Viên Cương thể cốt siết chặt, nàng đã bị viên cương ôm. Hoa Mỹ như thi pháp khó mà tránh thoát, có thể nói là khó có thể tin nổi, tên này vừa dẫy ruộng dày vò, vậy mà còn có sức lực lớn như vậy, giống như không hề dùng hết sức lực trong người. Cạch, Hoa Mỹ như dùng hết toàn bộ tu vi, đánh một trưởng vào lồng ngực viên cương, muốn tránh ra. Cơ thể viên cương vốn bị đánh trọng thương, nay bị thương lần nữa, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng dù miệng phun đầy máu tươi nhưng viên cương vẫn liều chết ôm người không chịu thả, một trường kia của Hoa Mỹ như không thể đánh viên cương bay ra được. Thuật pháp của nàng cao xa hơn viên cương nhiều, nhưng phương pháp dùng sức mạnh này không chiếm được bao nhiêu ưu thế, thua thiệt giống như lúc trước nàng đứng chịu một đao kia. Mà viên cương cũng biết hắn đánh không thắng người ta, nên giả vờ bị chế trụ, chính là vì có thể đánh lén. Mà hắn dùng cách gắt gao ôm đối phương thế này, chính là sợ Hoa Mỹ như chạy. Cái ôm này, mặc kệ bị trọng thương, cũng mặc kệ mình có phun máu tươi ra không trực tiếp dùng đầu điên cuồng đánh vào đầu của hoa mỹ như đây là đấu pháp ngọc đá cùng tan chỉ cần có thể giết chết đối phương hắn không tiếc đồng vu quy tận với kẻ địch ầm um, man lực to lớn điên cuồng đập tan màn máu mà hoa mỹ như đang thi pháp ngăn lại cũng đập xuống đầu nàng ta màn máu phun ra bị phá vỡ trên mặt viên cương dính đầu máu tươi trên mặt hoa mỹ như cũng nhiễm đỏ hết hai người đập đầu vào nhau chảy máu mà nhục thân của viên cương cường hãn hơn hoa mỹ như rất nhiều hoa mỹ như bị đâm cho ngốc trong đầu vang lên tiếng ong ong, hai mắt trắng dã, nhưng trong tiềm thức vẫn liều mạng thi pháp chống cự. Cũng may là nàng có pháp lực phòng ngự, ngăn lại một phần va đập của đối phương, nếu không Viên Cương vừa đập đầu vào, đầu óc nàng đã vỡ toang rồi cũng nên. Viên Cương vội vàng không nghĩ nhiều như vậy, thấy không đập chết nàng, nhân dịp Hoa Mỹ như ngửa đầu ra sau, hắn mở to miệng, cắn xuống, cắn chỗ nào chí mạng chỗ đó, chỗ nào yếu thì cắn luôn, giống hệt như dã thú, cắn lên yết hầu của Hoa Mỹ như Lần đầu tiên thấy loại người điên cuồng như dã thú thế này, Lữ Vô Song sợ ngây người, nhận thức về phương diện nam nữ cũng bị kinh hãi. May nàng phản ứng cũng nhanh, bỗng nhiên ra tay, một tay ấn xuống bả vai viên cương, dùng pháp lực mạnh mẽ trùng kích. chương 1893, thà chết chứ không chịu khuất phục hai. Ngay khi bị cắn xuống, yết hầu của Hoa Mỹ như thiếu chút nữa đã bị cắn nát, hai người ôm chặt bị bắn ra. Viên cương bị ấn xuống, Hoa Mỹ như thì bị đẩy lùi ra ngoài, Hoa Mỹ như rơi xuống đất choáng váng đầu óc, nàng ta dùng sức lắc đầu, trên mặt đã không biết rõ là máu của viên cương hay là máu của chính mình nữa. Hai tay Hoa Mỹ như che lại yết hầu đang đổ máu suýt chút nữa bị cắn nát, nhanh chóng thi pháp khống chế thương thế, ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ nhìn viên cương, không dám đến gần người nữa, nàng suýt chúy nữa mất mạng, lại kém chút nữa bị người ta cắn chết. Viên cương nhân dịp hai tay được bắn ra, thuận tay túm chặt cánh tay lữ vô song, hét một tiếng vung quyền đập xuống. Lữ vô song đang nhìn thương thế của Hoa Mỹ như, nếu như giết chết đệ tử ngay trước mắt mình, vậy thì quá mất mặt. Kết quả tên chán sống này vẫn không biết sống chết, mà nàng cũng đánh giá thấp năng lực liều mạng của hắn, đã dùng pháp lực mà vẫn không kiềm chế được. Lữ vô song giận tím mặt, dùng pháp lực đánh bay viên cương ra ngoài, làm cho hắn đâm ngã lô đồng lớn trong đại điện, cũng làm cho lô đồng bị lõm vào một mảng lớn. Lô đồng ngã xuống đất, tiếng ong ong vang vọng khắp điện, mặt đất bằng ngọc thạch cũng vỡ vụn một mảng lớn. Khục, phốc, viên cương quay cuồng rồi nằm trên mặt đất ho ra từng ngụm máu tươi lộ ra mảnh áo túm chặt trong tay mặt mũi tràn đầy máu tươi nhe răng cười đẩy lô đồng ra đặt tay trên đó dùng sức muốn bỏ dậy lữ vô song nghiêng đầu nhìn cánh tay mình phát hiện toàn bộ tay áo đã bị viên cương xé ra cánh tay như ngọc đã lộ ra bên ngoài không khí da thịt tuyết nộn từng giao thủ với bao nhiêu cao thủ đỉnh cấp trong tu hành giới rồi vẫn chưa bị như vậy nhưng bây giờ lại bị tên điên này làm cho chật vật có thể nói rằng Lữ Vô Song đang vừa giận vừa sợ. Cánh tay vung lên, một mảnh lụa mỏng trong điện bay đến, quấn quanh vài vòng, bọc người nàng lại. Một cánh tay khác nắm vào trong hư không một cái, viên cương lập tức bay đến, bị nàng dùng một tay bóp cổ. Viên cương không thể nhúc nhích được, lại vì một miệng máu lẫn nước bọt, muốn nhổ vào mặt Lữ Vô Song, nhưng hắn bị thương quá nặng, không còn sức nữa, chỉ có thể tạo ra tiếng nhổ nhỏ, đồ vật phun ra chỉ tràn đầy ngoài mặt, không thể phun ra xa được lữ vô song bóp cổ của hắn là muốn làm một chuyện khác thật ra hành động đầu tiên là kiểm tra vết thương trong người viên cương vừa rồi nàng giận dữ ra tay lo lắng đánh chết tên này đồ vật mà nàng muốn còn chưa có người này không thể chết được kết quả làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn mặc dù viên cương bị thương rất nặng xương cốt gãy ngang nhiều chỗ lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương nhưng sinh mệnh lực trong cơ thể hắn vẫn không bị nội thương ảnh hưởng thậm chí vết thương còn mau chóng lành lại nhờ sinh mệnh lực nhục thân của người này có thể cường hãn đến mức này sao? Trong ánh mắt của Lữ Vô Song tràn đầy kinh ngạc, còn có thể chịu được, không chết là được rồi. Lữ Vô Song thở vào một hơi, lật tay lấy một viên thuốc sắp ra, bóp nát, nhét thuốc vào miệng viên cương. Kết quả viên cương hé miệng đẩy đầu lưỡi ra, đẩy cho thiên tể đan lẫn lộn máu tươi ra khỏi miệng, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lữ Vô Song. Thiên thể đan lộc cộc rơi xuống đất, Lữ Vô Song ngạc nhiên nhìn hắn, tên này dù sắp chết cũng không muốn nàng cứu chữa, lại ghét bỏ nàng như vậy, dùng hành động cho thấy thái độ chống cự đến chết của hắn. Dẫn về một tên hiếm thấy thế này, bỗng nhiên Lữ Vô Song có chút tức giận không hiểu được, cảm giác yêu Việt cao cao tại thượng kia của nàng, còn có tu vi cường đại kia nữa, hình như không đáng để nhắc đến, gặp phải loại người thế này, nàng có thể cãi miệng đối phương để lấy được tin tức mình muốn không. Trong cơn tức giận, ngón tay vẩy một cái, viên kia rơi xuống đất thiên tể đan bay trở về, bị nàng cứng rắn nhét vào viên cương trong miệng, thì pháp đẩy vào trong bụng của hắn cuối cùng buông tay đem viên cương vứt ra ngoài viên cương bị đập xuống đất rồi lăn hai vòng nằm trên đất kéo dài hơi tàn trong tay còn nắm chặt mảnh áo không thả tay hắn run rẩy giống như muốn dùng sức sơ lên tuyên bố chiến lợi phẩm với lữ vô song cũng giống như đang nhục nhã lữ vô song lữ vô song cắn răng chợt nghĩ bên cạnh vẫn còn một người nàng mãnh liệt nhìn lại hoa mỹ như đang bưng cái cổ đầy máu lo sợ nàng lập tức nổi giận nói cút về dưới dưỡng thương đi phế vật vô dụng Hoa Mỹ như bị thương ít hầu nên không nói ra lời, trên mặt đầy sợ hãi, ôm theo mặt mũi đầy máu tươi rời đi, chật vật không chịu nổi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra được, bắt người về đây rồi còn làm cho chính mình biến thành dạng thế này. Bị người của Lữ Vô Song giành trước rồi sao? Trong thiên ma thánh địa, tiếng đinh đinh đương đương trong ma cung bỗng nhiên dừng lại, ô thường mồ hôi đầm đìa, cầm trùy và cái khoan quay đầu lại hỏi. Hắc thạch cung kính nói, đúng vậy, ô thường xoay người, mồ hôi ẩm ướt làm tóc dán lên mặt, ánh mắt thăm thẳm, nói. Ta nói người dẫn người đến đây, người lại bị người khác vượt lên trước, người làm việc kiểu gì vậy? Hắc thạch sợ hãi nói, là do thuộc hạ vô năng, nhưng thuộc hạ đã chạy đến rất sớm rồi, không ngờ còn có người sớm hơn. Ô thường nói, tự mình lười biếng, còn phải tìm lý do nữa sao? Hắc thạch nói, vâng, ô thường nói, bây giờ ta chỉ lo lắng một chuyện, lữ vô song vội vàng đến đòi người, có phải đã biết gì không? Hắc thạch nói, theo lý thuyết thì không có khả năng, người phía dưới đã tìm hiểu tình hình rồi, Hoa Mỹ như kia vội vã muốn trả thù Viên Cương. Ô Thường nói, nếu Lữ Vô Song giết người mất, ai có thể trở mặt với nàng ta được? Người đã chết, còn cần làm gì nữa? Hắc Thạch nói, Thánh Tôn không ngại tự mình đến Vô Song Thánh Địa nhìn đã rồi nói sau. Ô Thường nói, ngươi và người ta chân trước vừa đến vấn tiên thành đòi người, đã làm cho những lão quái vật khác nghi ngờ rồi, bây giờ ta lại vội vàng chạy đến nữa không làm cho người ta nghi ngờ cũng khó. Bây giờ càng sốt ruột thì càng hỏng việc, chịu đựng đi, cứ xem tình hình thế nào rồi làm. Vâng, Thánh Tôn Anh Minh, Hắc Thạch Khom người nói, tin tức người muốn đã có. Phủ Thành Nam Châu, trong tĩnh thất của Mao Lưu Sơn Trang, Vân Cơ xông vào, trên tay cầm một phần tin tức. Viên Cương không có ở đây, những liên hệ với bên ngoài, nhiều hữu đạo vẫn giữ lại, không giao toàn bộ cho quản phương nghi quản lý, đây là vì an toàn, nếu như để quản phương nghi biết quá nhiều thì hắn không thể yên tâm tu luyện được. Tạm thời, Nhiêu Hữu Đạo giao phương thức liên lạc với Viên Cương cho Vân Cơ đại diện. Nhiêu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tính tọa nhanh chóng thu công, mở mắt nhìn tin tức, là thư của Sa Như Lai đưa đến, những tin tức có liên quan đến Viên Cương, hắn cố ý dặn dò Sa Như Lai hỗ trợ chú ý. Trên thư có ghi, Viên Cương vừa mới bị đưa đến thánh cảnh, đã xảy ra chuyện ở Vấn Thiên Thành. Nhiêu Hữu Đạo cảm thấy đau đầu, Viên Cương vừa đến Vấn Thiên Thành đã đánh nhau với Hoa Mỹ Như, lần này ăn thiệt thòi không nhỏ. Người vừa đến, Lữ Vô Song và Ô Thường đã ra tay đòi người, người đề nghị phiêu miểu các bắt hầu tử là Ô Thường, nàng ta muốn làm gì. Nhiêu Hữu Đạo nhìn chằm chằm tin tức nói nhỏ, cuối cùng cảm thấy bất đắc dĩ, nói. Sợ là hầu tử đã trở thành mục tiêu công kích, bị cửu thánh để mắt đến, muốn cứu cũng không thể nào cứu hắn được. Nói xong lại trầm mặc, ánh mắt không ngừng chấp động. Vân cơ không lên tiếng, biết tâm tình của hắn bây giờ, mắng thì cứ mắng đi, thật ra vẫn muốn cứu hầu tử, chỉ là độ nguy hiểm quá cao, giống như lời nói của hắn, gần như không có khả năng, hơn nữa còn liên lụy đến nhiều chuyện, hoàn toàn không dám bại lộ, nếu không hoàn cảnh của hắn đã rét vì tuyết rồi còn lạnh vì xương nữa. trầm mặc một lúc, hình như Nghiêu Hiếu Đạo đã đưa ra quyết định cuối cùng, ngửa mặt lên trời thở dài. chương 1894, Tiện Nhân, Tiện Nhân, một sao lại làm loạn thành dạng này chứ? ở bên ngoài còn dễ xử lý đi vào thánh cảnh thì sẽ trở thành mục tiêu công kích ngay cuối cùng còn không có đường sống xem ra ta không ra tay là không được thư của sa như lai gửi đến hắn tiện tay vứt sang một bên trong lòng hơi dâng lên lửa giận có sự bất mãn với sa như lai rất hiển nhiên sa như lai không làm theo ý hắn không đúng lúc tạo ra lời đồn thổi trong thánh cảnh bằng không nếu chín vị đó có chút phân tâm thì khả năng hầu tử không đến mức nhanh như vậy đã bị bắt vào thánh cảnh nhưng mà chuyện như vậy hắn cũng không thể làm gì được xa như lai còn suy nghĩ của xa như lai cũng có thể hiểu được trước khi chuyện vẫn chưa có gì nắm chắc thì xa như lai không thể mạo hiểm vì hầu tử được vân cơ diếu cợt ngươi xuất thủ không phải ngươi nói sẽ mặc kệ sự sống chết của hắn sao hừ mặt nghiêu hữu đạo tỏ ra tự diếu hắn cũng không hẳn muốn quan tâm tới nhưng mà có mấy lời chỉ có thể nói miệng mà thôi lúc phiên cương chưa xảy ra chuyện gì hắn có thể mặc kệ nhưng khi thật sự tới ngày xảy ra chuyện hắn thật sự có thể buông tay mặc kệ sao? Hắn không có cách nào bắt mình mặc kệ sự sống chết của viên cương, trừ phi thực sự không làm được, bằng không rất khó ngồi xem. Vân cơ, vấn đề là người xuất thủ thì phải làm thế nào đây? Chuyện này căn bản không có cách nào, thiên hạ ai có thể cứu người từ trong tay của cửu thánh chứ? Như hữu đạo than thở, biện pháp không phải là không có. Tên hầu tử chết tiệt này không nên cậy mạnh mà ra mặt vì nữ nhân kia mới đúng, ta chỉ lo hắn sẽ khiến cửu thánh quan tâm tới, đang nghĩ xem một khi hắn có việc gì thì nên làm thế nào giờ, chùi đít cho hắn cũng thành quen rồi. Kết quả thật bất hạnh, người này gặp phải chuyện còn lớn hơn trong dự liệu của ta. May mắn trong bất hạnh, người này mạnh miệng, chút bí ẩn mà cửu thánh quan tâm nếu không giải được thì tối đa hắn chỉ phải chịu chút tội lỗi, tạm thời. Cửu thánh không đến nỗi lập tức giết hắn. Vân cơ, ý của ngươi là ngươi có biện pháp, nghiêu hữu đảo, biện pháp đã có, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Vân cơ,